Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 32. Chờ sau khi Bách Sơn đi, Thiên Tuyệt mới cười nói với Dương Bách Xuyên, Sư Tổ à, tối nay tôi và Minh Tuyệt cùng đến thăm hỏi ngài, ngài xem. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười nói, chuyện nà, không phải tôi đã đồng ý với người ta là đến nhà bọn họ uống rượu thưởng thức trà rồi sao? Sư Tổ yên tâm, trong tay tôi có thứ tốt hơn cả linh trà rượu ngon, mời Sư Tổ thưởng thức. Vẻ mặt Thiên Tuyệt hớn hở nói. Đúng đúng đúng, tôi cũng có Minh Tuyệt cũng không cam lòng tụt lại phía sau. Vậy sao, vậy quay về rồi hai người cứ cùng nhau tới đây. Trong lòng Dương Bách Xuyên vui vẻ nở hoa, sao anh có thể không nhìn ra chút tâm tư của Thiên Tuyệt và Minh Tuyệt, nhưng nếu bọn họ có thứ tốt hiếu kính, vậy đương nhiên là có thể. Ngay lúc ba người nói chuyện, đột nhiên một tiếng sóng biển lớn vang lên, khiến ba người hoảng sợ. Vừa quay đầu lại thì thấy Trần Phong Tử đang tu luyện đã tỉnh lại, vui mừng đến chảy nước mắt. Trần Phong Tử lập tức trịnh trọng cảm ơn Dương Bách Xuyên, Trần Phong Tử cảm ơn ơn nghĩa to lớn của Sư Tổ, tài năng của thần nhân Sư Tổ, Trần Phong Tử ghi nhớ cả đời. Trong lúc nói chuyện, trong ánh mắt Trần Phong Tử tràn đầy kính trọng và cuồng nhiệt. Đối mặt với sự cảm kích của Trần Phong Tử, Dương Bách Xuyên mỉm cười nói, đứng lên đi, đây là thứ anh xứng đáng, mấy chục năm tích lũy bình cảnh. Có thể một hơi đột phá đến tiên thiên tầng 6 cũng là trong dự đoán. Nhưng tôi có một câu muốn nói cho anh biết, con đường này của anh tồn tại có tồn tại cả nguy hiểm và cơ hội, nếu như cảm thấy đúng thì tiếp tục, nếu như cảm giác không đúng thì đừng thực hiện. Hiện giờ mạch ẩn trong cơ thể anh đã thông toàn bộ, cho dù là kẻ vô địch cùng cảnh giới vô địch, ở cảnh giới này thì chớ đi đường tắt đặt nền móng tốt, vượt qua tiên thiên cũng không phải không có khả năng. Vượt qua tiên thiên sao? Ánh sáng trong mắt Trần Phong Tử lấp lánh. Nghe vậy, Thiên Tuyệt và Minh Tuyệt ở một bên đều chấn động cả người. Ở cảnh giới võ đạo, vượt qua tiên thiên chính là một thần thoại truyền thuyết. Ở giới võ cổ, mọi người đều biết sau cảnh giới tiên thiên còn có cảnh giới khác. Tiên thiên cũng không phải là trọng điểm của võ cổ giả, nhưng không ai biết sau tiên thiên là cảnh giới gì, cũng không biết sau khi đạt tới tiên thiên đỉnh phong, con đường kế tiếp nên đi như thế nào. Nhưng ở thời cổ đại, các đại tông môn lại có ghi chép liên quan đến sau tiên thiên, nhưng ở trong cấm địa của tông môn, các đại cổ xưa tông môn rõ ràng bí mật này nhất, các thế lực khác có lẽ có nhưng rất ít. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều cường giả tông môn đạt tới sau tiên thiên tầng 6 hoặc ngoại trừ Vân Du, hoặc tu luyện tới tiên thiên đỉnh phong sau đó tiến vào cấm địa. Bởi vì ở cấm địa chỉ ghi lại bí mật sau tiên thiên là cảnh giới gì, chứ không ghi tiếp tục tu luyện thế nào. Cả giới võ cổ ai lại không hy vọng thăng thành trên tiên thiên chứ? Sau khi nghe Dương Bách Xuyên nhắc tới cảnh giới trên tiên thiên, ba người đều không bình tĩnh. Thiên Tuyệt là người đầu tiên mất bình tĩnh hỏi, Sư Tổ, ngài có biết cảnh giới sau tiên thiên không? Dương Bách Xuyên kinh ngạc, anh hỏi ngược lại, lẽ nào mấy người không biết ư? Thiên Tuyệt cười khổ lắc đầu nói, đây là bí mật mà mỗi một võ cổ giả trong cả giới cổ võ đều muốn biết. Đáng tiếc là không ai biết, chỉ có tin đồn là ở cấm địa có ghi chép, nhưng một khi tiến vào cấm địa, không ai có thể đi ra ngoài, cho nên bên ngoài không có một ai biết sau tiên thiên là cảnh giới gì, càng không biết tu luyện như thế nào. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên nói thầm trong lòng, mấy người cũng không biết sao tôi biết được, nhưng tiên thiên tương ứng với trúc cơ của tu chân giả, dựa theo cảnh giới tu chân giả, sau tiên thiên chính là kim đan, ở võ cổ giả chắc chắn sẽ có sau tiên thiên. Nhưng không biết tên là gì, nghĩ đến chắc cũng là kim đan giống tu chân giả. Nhưng chuyện này ta không nói thì tốt hơn, tránh dẫn đến nhiều phiền phức không đáng có, Vân Môn là tu chân giả. Nhưng khác với võ cổ giả, lỡ như để cho võ cổ giả nhìn trộm, Vân Môn và mình cũng đừng nghĩ đến yên bình. Nghĩ vậy, Dương Bách Xuyên hắng giọng nói, khụ khụ, tôi làm sao biết được. Tôi đoán chắc chắn có, nói đi cũng phải nói lại, hiện giờ mấy người quan tâm cái này làm gì. Muốn quan tâm cũng phải chờ tu vi của ông đạt tới tiên thiên tầng 9 đỉnh phong rồi nói sau đúng không? Con đường cầu đạo phải có từng dấu chân đi lên từng bước, đi thật kiên định mới có thể nhìn thấy cửa đại đạo, đừng có ngày nào cũng mơ tưởng xa vời. Dương Mỗ vì muốn rời sự chú ý nên đã dạy dỗ ba người một trận. Vâng vâng, Sư Tổ dạy dỗ rất đúng, là chúng tôi suy nghĩ nhiều rồi. Ba người Thiên Tuyệt cười làm lành, ngẫm lại Sư Tổ Dương Bách Xuyên nói cũng đúng. Bọn họ hiện tại cũng chỉ là tiên thiên 6-7 tầng, phải tu luyện tới tiên thiên tầng 9 đỉnh phong,
dễ như nói sao. Được rồi, chuyện của Trần Phong Tử cũng được giải quyết rồi. Bây giờ đã đến lượt Viên Tiểu Lôi. Dương Bách Xuyên mỉm cười nhìn Viên Tiểu Lôi nói, thằng nhóc kia, bây giờ có phải nên cùng tôi trao đổi một vài lễ nghi cổ xưa rồi không? Viên Tiểu Lôi còn chưa nói gì, Trần Phong Tử vội vàng nói, Tiểu Lôi mấy ngày nay hầu hạ rất tốt bên cạnh Thái Sư Tổ, lại còn chậm trễ. Bây giờ, trong lòng Trần Phong Tử có một sự sùng bái gần như say mê Dương Bách Xuyên, anh ta có cảm giác vị Sư Tổ này có thể trị khỏi bệnh thiên thiên của Tiểu Lôi, đến lúc đó Tiểu Lôi cũng có thể luyện võ. Cần tuân lệnh sư phụ, Viên Tiểu Lôi trầm ổn trả lời, không nói không ti. Lúc này Bách Sơn trở lại, đi tới bên người Dương Bách Xuyên nói, phòng của sư tổ đã được chuẩn bị xong, tôi dẫn sư tổ đi nghỉ ngơi. Được, bận rộn lăn lộn cả ngày nay, thật đúng là có chút mệt mỏi, mấy người giải tán hết đi. Dương Bách Xuyên phất tay với ba người Thiên Tuyệt. Sau đó lôi kéo Viên Tiểu Lôi đi theo phía sau Bách Sơn về phía phòng khách của Võ Đang. Bách Sơn dẫn Dương Bách Xuyên lên một ngọn núi tên là Đông Lai Phong, ngụ ý muốn nói anh là Đông Lai, nơi này là phòng khách tốt nhất ở Võ Đang, chỉ có các đời trưởng lão và các nhân vật cấp bậc trưởng giáo các tông môn mới được tiếp đón như thế. Ánh sáng nơi này đạt đến 10 tiếng đồng hồ, linh khí cũng là nơi tốt nhất của Võ Đang ngoại trừ đỉnh ngọn núi ra. Đi lên núi sẽ thấy xuất hiện những tiểu viện độc lập, rất cổ kính, còn có hơi thở của lịch sử. Tuy là mùa đông nhưng một vài cây cổ thụ xung quanh vẫn xanh mướt như trước, nhìn qua cũng khiến lòng người thoải mái, đúng vào lúc hoàng hôn, ánh hoàng hôn chiếu tới, có một màu vàng vô cùng mê người. Đích thật là một nơi tốt nha, Dương Bách Xuyên kìm lòng không được nói, nếu so sánh với Võ Đang, tổng bộ Vân Môn của mình quả thực chính là sự khác biệt giữa nhà đất và biệt thự, trong lòng anh nghĩ thầm. Quay về vẫn nên sửa chữa lại tổng bộ Vân Môn mới được, nếu không sau này có người đến làm khách. Đường đường là một tông môn chẳng phải sẽ khiến người chê cười sao? Sư tổ, ngài ở đây nhé, nơi này là Đông Lai cũng là phòng khách tốt nhất Đông Lai Phong. Bách Sơn dừng ở trước một tòa cao lớn lại vô cùng tinh xảo nói. Rất tốt, vào xem thử đi, Dương Bách Xuyên gật đầu nói. Sân nhà rất lớn có chừng hơn 300 mét vuông, ngay phía trước chính là một tòa ba tầng, phía trên có một biển hiệu ghi chữ Đông Lai theo dạng chữ phồn thể. Trong sân có cây cổ thụ, núi giả, kẹo nogi, vườn hoa. Gần như cái gì cũng có. Dưới sự chỉ dẫn của Bách Sơn đi vào Đông Lai, Dương Bách Xuyên lập tức ngửi thấy một hương thơm, nhịn không được hỏi, Bách Sơn, đây là mùi gì vậy? Tôi ngửi thấy có tác dụng an thần. Bách Sơn tự hào cười nói, sư tổ thật lợi hại, là do lúc tôi dọn dẹp phòng đã đặc biệt châm đàn hương cho sư tổ, có tác dụng tập trung khi ngồi thiền. Thực ra cả tòa Đông Lai đều kiến tạo bằng gỗ. Wow, tất cả đều kiến tạo bằng gỗ sao? Dương Bách Xuyên tặc lưỡi, đúng là tông môn cổ xưa. Vâng, thật ra nó đã được xây dựng và bảo tồn từ thời nhà Minh. Bách Sơn rất tự hào trả lời, nhưng kế tiếp Dương Bách Xuyên lại nói cũng làm cho hắn ta tự hào không thôi. Bách Sơn à, ông vừa nói đốt đàn hương có tác dụng tập trung ngồi thiền đúng không? Dương Bách Xuyên híp mắt hỏi. Bách Sơn không hiểu Dương Bách Xuyên có ý gì, vẫn tự hào nói, đúng vậy sư tổ, trong tám đại tông môn chỉ có đàn hương ở Võ Đang chúng tôi là tốt nhất, đó đều là đàn hương được bảo tồn từ đời Minh đặc biệt nghiên cứu chế tạo để tập trung ngồi thiền, giới võ cổ nhắc đến đều phải giơ một ngón tay cái lên. Vậy sao vậy, tôi cho ông một cơ hội hiếu kính sư tổ, quay về hãy cho tôi mấy trăm cân đàn hương để tôi mang về nhé. Dương Bách Xuyên nhẹ nhàng nói. Cái gì? Bách Sơn suýt nữa ngã xuống, mấy trăm cân, đàn hương hiện tại đều được lưu lại từ mấy trăm năm trước, toàn bộ Võ Đang cũng chỉ có thể. Dương Bách Xuyên vừa mở miệng đã muốn mấy trăm cân, loại đàn hương này có tiền cũng không mua được loại tốt như thế chứ đừng nói là mấy trăm cân, dù lấy vài cân cũng khiến Võ Đang đau như cắt thịt vậy. Sao lại không vui thế? Dương Bách Xuyên hừ lạnh, anh chỉ dạy dỗ hắn ta, vừa rồi. Cái cảm giác ưu việt về đại môn tông này của Bách Sơn quả thực kích thích đến Dương Bách Xuyên, ở trong mắt anh, Bách Sơn thật giống như đang chê cười Vân Môn anh quá nghèo nàn, làm cho Dương Mỗ rất bất mãn. Cho nên anh chuẩn bị công phu sư tử ngoạp, dạy dỗ hắn ta. À không phải, sư tổ, toàn bộ Võ Đang cũng không có nhiều đàn hương như vậy, vẻ mặt Bách Sơn mất tự nhiên nói, bây giờ hắn ta giống như đang tự tát vào mặt mình. Rất hèn hạ nha, hắn đi đâu tìm đủ mấy trăm cân đàn hương chứ? Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Đàn hương của võ đăng đều là do sư phụ Minh Tuyệt bảo quản, ngày thường đều coi như bảo bối, nếu đến đòi sư phụ mấy trăm cân, Bách Sơn nghĩ chắc chắn sư phụ hắn ta sẽ chặt đứt chân hắn ta mất. Thế nhưng nếu không đồng ý với Dương Bách Xuyên, sư tổ này không trêu chọc nổi nha. Không có, vừa rồi ông vừa nói có, tôi mặc kệ, không có thì cho dù phải phá tòa đại điện này ông cũng phải đi làm, ít nhất cho tôi 100 cân đàn hương. Lúc đi tôi sẽ mang theo. Dương Bách Xuyên nói xong thì đi vào trong phòng, đột nhiên vừa nhìn thấy chiếc giường trắng như tuyết trong phòng, anh lại gần nhìn thử, má ơi, ga trải giường được làm từ da động vật, anh nói, Bách Sơn, đây là da gì vậy? Sư tổ, đây là da gấu trắng. Bách Sơn lau mồ hôi lạnh trả lời. Mấy người đi giết động vật cần được bảo hộ đấy à, đây là quá phung phí rồi thì phải. Giọng nói của Dương Bách Xuyên rất khoa trương. Không không không, sư tổ đừng hiểu lầm, da gấu trắng không phải của Trung Quốc ta, là do lão Mao Tử lấy từ bên kia tới, đã được ngâm qua nước thuốc đặc biệt, nằm trên đó có thể có tác dụng lưu thông máu, rất tốt với võ cổ giả. Bách Sơn vội vàng giải thích. Dương Bách Xuyên cười ha ha. Lại một lần nữa nhẹ nhàng nói, còn có tác dụng như vậy sao, vậy được, làm cho tôi 10 tấm mang đi. Trước mắt Bách Sơn tối sầm, suýt chút nữa ngất đi, da gấu trắng cao cấp cỡ này lại được ngâm qua nước thuốc đặc biệt, công đoạn vô cùng phức tạp, toàn bộ võ đạo cũng chỉ có một ít ở chỗ thế hệ sư thúc sư bá kia, cộng lại chắc cũng chỉ có 7-8 tấm, chẳng lẽ bảo hắn ta phải chạy đến đòi sư thúc sư bá ư? Nếu hắn ta dám há mồm, chắc chắn sẽ bị những ông già kia đánh thành đầu heo. Không được, nếu ở cùng một chỗ với sư tổ, võ đang sẽ phá sản mất, vẫn nên nhanh chóng chuồn đi. Bách Sơn nói thầm trong lòng, không hề đồng ý mà là ấp úng chuyển đề tài nói, à đúng rồi, sư tổ, tôi đã bảo phòng bếp chuẩn bị bữa tối, ngài cứ nghỉ ngơi trước đi, tôi đi thúc giục bọn họ. Nói xong, không đợi Dương Bách Xuyên trả lời, hắn ta đã phát huy tốc độ chạy trốn gấp 10 lần ngày thường. Đi ra khỏi Đông Lai. Sau khi Bách Sơn chuồn đi, trong phòng chỉ còn lại Dương Bách Xuyên và Viên Tiểu Lôi. Nhìn Viên Tiểu Lôi, Dương Bách Xuyên đang suy nghĩ làm thế nào để điều trị cơ thể cho cậu ta, nhưng trước tiên phải khảo nghiệm cậu ta đã. Viên Tiểu Lôi chắc chắn là người thừa kế trưởng giáo mà anh chuẩn bị lưu lại cho Võ Đăng. Nếu như dựa theo danh tiếng hiện tại của anh ở Võ Đăng, đề cử một người thừa kế, Dương Bách Xuyên nghĩ đám người Thiên Tuyệt và Minh Tuyệt cũng sẽ trịnh trọng cân nhắc. Huống chi anh còn muốn truyền thụ cho Viên Tiểu Lôi công pháp cao cấp nguyên thần kinh chân chính của Tư Không Nguyên. Mặt khác anh còn muốn truyền thụ phương pháp luyện đan bồi nguyên và các loại đan khác cho Viên Tiểu Lôi. Tiễn Phật đến Tây Phương, anh sẽ truyền thụ công pháp tu chân cho Viên Tiểu Lôi, nếu không thì không thể nào tu luyện ly hỏa quyết. Chỉ có tu luyện ly hỏa quyết mới có thể sinh ra chân hỏa, từ đó bắt đầu luyện đan, để cho truyền thừa của võ đang kéo dài. Hiện giờ cần phải khảo nghiệm Viên Tiểu Lôi, dù sao Dương Bách Xuyên cũng không có ý định nhận Viên Tiểu Lôi làm đồ đệ, nhưng lại muốn truyền thụ cho cậu ta công pháp tu chân. Cứ như vậy, mặc dù không có danh phận thầy trò, nhưng thật sự sẽ là thầy trò, anh không thể không thận trọng. Nằm trên da gấu trắng mềm mại thoải mái, Dương Bách Xuyên lười biếng nhìn Viên Tiểu Lôi nói, Tiểu Lôi, cậu pha trà không? Thưa Thái Sư Tổ, biết một chút Viên Tiểu Lôi trả lời. Được, đi pha cho tôi một ấm trà. Trong lòng Dương Bách Xuyên đã nghĩ ra cách khảo nghiệm Viên Tiểu Lôi, nhưng đây mới là bước đầu tiên. Vâng, Thái Sư Tổ chờ một chút. Viên Tiểu Lôi trả lời giống như Tiểu Đại Nhân. Viên Tiểu Lôi trả lời xong thì liền đi, ở bên ngoài phòng khách có công cụ pha trà, Vi nhưng lại bị Dương Mỗ gọi dừng lại, nói quay lại, quay lại. Thái Sư Tổ còn gì sai bảo sao? Viên Tiểu Lôi nghiêm túc hỏi. À, tôi khát nước, lấy đĩa trái cây tới cho tôi. Dương Mỗ nói đĩa trái cây ngay trước đầu giường, anh đưa tay là có thể lấy được, nhưng lại cứ thế sai khiến Viên Tiểu Lôi. Chỉ có thể nói khảo nghiệm của Dương Mỗ thật sự không có hàm lượng kỹ thuật. Nhưng không giống như những đứa nhỏ khác, Viên Tiểu Lôi không hề phản kháng, cung kính lấy đĩa trái cây đưa cho Dương Bách Xuyên. Trong đĩa trái cây có một số loại trái như chuối, táo và lê. Tôi muốn ăn chuối, lột vỏ cho tôi đi, nếu không làm sao ăn. Lúc Dương Bách Xuyên nói ra những lời này, ngay cả chính anh cũng cảm giác trên mặt đang nóng lên, nhưng đây là vì khảo nghiệm Viên Tiểu Lôi, cũng chỉ có thể kiên trì làm khó dễ, trong lòng lại nói tuyệt đối đừng có xét đánh ta nha. Còn Viên Tiểu Lôi thì sao?
Trên mặt đứa nhỏ này rất bình tĩnh lột vỏ chuối cho Dương Mỗ và đưa qua nói, Thái Sư Tổ, xin mời dùng. Trong lúc nói chuyện còn đầy sự cung kính, quả nhiên là một tiểu đại nhân. Sau đó, cậu ta hỏi một câu, Thái Sư Tổ còn muốn ăn gì khác không? Tạm thời không cần, cậu đi pha trà trước đi. Vâng. Chấm 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 chấm. Vài phút sau Viên Tiểu Lôi pha trà xong và đưa đến miệng cho Dương Mỗ, Thái Sư Tổ, mời dùng trà. Dương Mỗ không mặn không nhạt nói nhận lấy tách trà uống một ngụm. Phụt. Anh lập tức phun ra, vẻ mặt không vui nói, cậu pha cái này mà gọi là trà sao? Quá nhạt, đi pha lại. Vâng, Thái Sư Tổ chờ con một chút, con lập tức pha lại. Viên Tiểu Lôi nhận lấy tách trà từ tay Dương Mỗ đi ra ngoài. Không lâu sau lại vào. Phụt. Đắng quá, đổi lại. Phụt. Đổi lại. Sau ba lần liên tiếp, Dương Bách Xuyên nhìn Viên Tiểu Lôi đi ra ngoài, anh lẩm bẩm, thằng nhóc kia, nếu cậu có thể chịu đựng được, qua cửa ải này, ông đây sẽ cho cậu một bước thay đổi lớn, không qua được thì cậu cũng chỉ là người bình thường. Làm đi làm lại ba lần, Dương Bách Xuyên cũng không thấy một chút vẻ khó chịu nào từ trên mặt Viên Tiểu Lôi. Đứa nhỏ này vẫn không nóng không lạnh, nói cái gì thì làm cái đó, ở điểm tính cách trầm ổn này xem như không có vấn đề gì. Lần thứ tư Dương Mỗ uống một ngụm cuối cùng cũng gật đầu nói, không tệ, nhớ kỹ sau này pha trà phải đúng lượng này, lá trà không thể nhiều cũng không thể ít, nước không thể quá nóng cũng không thể không đủ nóng. Tiểu Lôi nhớ kỹ rồi, Viên Tiểu Lôi gật đầu trả lời. Dương Bách Xuyên uống một ngụm trà, sau đó buông tách trà xuống nhìn Viên Tiểu Lôi hỏi, Tiểu Lôi. Nói thật cho tôi biết, vừa rồi có phải cậu rất tức giận vì tôi gây khó dễ cho cậu đúng không? Tiểu Lôi không dám, cũng không tức giận chút nào, Thái Sư Tổ suy xét. Viên Tiểu Lôi khom người trả lời. Dương Bách Xuyên nhìn ánh mắt cậu ta cũng biết Viên Tiểu Lôi không nói dối, lần thứ hai nói, bệnh của cậu, tôi có thể trị, hơn nữa sau khi chữa khỏi, tôi sẽ tặng cậu một thay đổi lớn, tương lai có thể trở thành người như Thiên Tuyệt. Thậm chí vượt qua tu vi của sư phụ Trần Phong Tử và đám người Thiên Tuyệt. Nhưng điều kiện tiên quyết là cậu phải thoát ly khỏi sư phụ cậu, bái nhập môn hạ của tôi, cậu có bằng lòng không? Sau khi nói xong, ánh mắt Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm Viên Tiểu Lôi. Chỉ thấy trong đôi mắt Viên Tiểu Lôi bỗng sáng lên, nhưng cũng chỉ lóe lên rồi biến mất, khôi phục bình thường, rất tự nhiên, không chút do dự nói, không muốn. Dương Bách Xuyên nghe xong không chỉ không tức giận. Trong lòng ngược lại vui vẻ, nếu Viên Tiểu Lôi dứt khoát trả lời bằng lòng, vậy mới có thể khiến anh thất vọng. Nhưng trên mặt anh lại giả bộ tức giận hỏi, vì sao không muốn? Chẳng lẽ cậu không muốn luyện võ, không muốn trở thành người như sư phụ cậu hay là như Thiên Tuyệt? Ánh mắt Viên Tiểu Lôi sáng rực nhìn Dương Bách Xuyên, nhưng cũng tràn ngập kiên định nói, thưa Thái Sư Tổ, Tiểu Lôi rất muốn luyện võ, càng muốn trở thành một người như sư phụ và sư bá Thiên Tuyệt vậy. Nhưng lại không thể làm như vậy, cổ ngữ có câu, một ngày làm thầy cả đời làm cha, con là do sư phụ nhặt được, không có sư phụ con đã sớm chết non trên đời, lúc sư phụ nhặt được con mới chỉ quấn tã lót, hơn nữa còn có bệnh tiên thiên. Mà mấy năm nay, sư phụ con là trò cười của võ đăng, còn nhặt được một phế vật không thể luyện võ, nhưng ông ấy vẫn không vứt bỏ con, còn ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng con khôn lớn, hiện giờ con mới 9 tuổi, còn chưa trưởng thành. Vẫn chưa báo đáp được ơn dưỡng dục và dạy dỗ của sư phụ. Mặc dù con rất muốn luyện võ, nhưng phải lựa chọn giữa võ công và sư phụ, con vẫn thích sư phụ nhiều hơn một chút, cho nên cảm ơn Thái Sư Tổ yêu thương, đời này của Tiểu Lôi chỉ có một sư phụ chính là Trần Phong Tử, cho dù ông ấy như thế nào, ông ấy cũng là sư phụ con. Ánh mắt Dương Bách Xuyên sáng lên, anh nhìn ra được từ trong ánh mắt Viên Tiểu Lôi, đứa nhỏ này không có nói dối. Từng câu nói thật sự xuất phát từ nội tâm. Dương Bách Xuyên tiếp tục hỏi, có thể nghĩ kỹ nha, cơ hội chỉ có một lần, nếu cậu cải đầu nhập môn hạ của tôi không chỉ có thể chữa khỏi bệnh trên người cậu, còn có thể làm cho cậu trở thành một người như sư phụ cậu hay là Thiên Tuyệt, thành tựu tương lai cũng vượt xa bọn họ. Mà một khi bỏ qua cơ hội này, dù cậu bái tôi làm sư phụ, tôi cũng sẽ không nhận cậu, thậm chí bởi vì bệnh tiên thiên. Có thể cậu không sống đến trưởng thành, nghĩ kỹ rồi hãy trả lời tôi. Dương Bách Xuyên đã lôi nhược điểm của Viên Tiểu Lôi ra để thương lượng. Nói xong, thật ra trong lòng anh cũng khẩn trương, đây là khảo nghiệm cuối cùng, nếu Viên Tiểu Lôi trả lời không bằng lòng, cũng chứng minh Dương Bách Xuyên anh nhìn lầm người.
Đúng lúc này, một giọng nói tức giận từ bên ngoài tiến vào. Con là đồ phế vật, tôi không có đồ đệ như con, thái sư tổ coi trọng con nên mới giúp con tìm vận may, con dám từ chối thái sư tổ con, từ bây giờ trở đi, Trần Phong tử tôi sẽ không có đồ đệ như con, về sau tôi cũng sẽ không quan tâm sống chết của con nữa, con thích đi đâu thì đi. Người tiến vào chính là Trần Phong tử, còn có hai người Thiên Tuyệt và Minh Tuyệt đi theo sau anh ta. Sau khi Trần Phong tử trở về lấy được linh quả linh trà tốt nhất của mình đến cảm ơn Dương Bách Xuyên, dù sao Thiên Tuyệt và Minh Tuyệt cũng nói buổi tối sẽ đến, anh ta cũng không thể bị tụt lại. Chỉ là sau khi đến Đông Lai Các, cũng đụng phải Thiên Tuyệt và Minh Tuyệt, ba người đụng phải nhau, tiến vào đại điện thì nghe được cuộc đối thoại giữa Dương Bách Xuyên và đồ đệ Viên Tiểu Lôi. Lúc nghe được Dương Bách Xuyên muốn nhận Viên Tiểu Lôi làm đồ đệ, Trần Phong tử rất vui mừng. Tài năng của Dương Bách Xuyên ở trong mắt anh ta chính là cao thâm khó lường, nếu như Tiểu Lôi có thể bái nhập môn hạ Dương Bách Xuyên, đó chính là tạo hóa lớn của đứa nhỏ này. Hơn nữa bệnh tiên thiên của viện Viên Tiểu Lôi cũng không còn cách nào khác, nhưng anh ta biết Dương Bách Xuyên chắc chắn sẽ có cách, nhưng thật không ngờ đồ đệ ngốc lại cương quyết từ chối Dương Bách Xuyên, đương nhiên lúc đệ tử nói vậy làm cho Trần Phong tử cảm động. Những năm gần đây anh ta cam chịu, cũng may có một đồ đệ nói chuyện phiếm. Giữa hai người là thầy trò cũng như cha con, Trần Phong tử cũng rất quan tâm đồ đệ Viên Tiểu Lôi, đương nhiên hy vọng đồ đệ có thể có một kết thúc tốt đẹp. Sau khi, nghe Dương Bách Xuyên nói là cơ hội cuối cùng, anh ta cuối cùng nhìn không được, vội vàng chạy vào, đỏ mắt mắng Viên Tiểu Lôi, hy vọng đồ đệ có thể đồng ý với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cũng không ngờ Trần Phong tử sẽ tiến vào, nghe được Trần Phong tử mắng Viên Tiểu Lôi, đầu tiên là sửng sốt. Lập tức liền hiểu được ý của Trần Phong tử, nhưng anh không vạch trần, ngược lại cho rằng khảo nghiệm lần này có câu nói của Trần Phong tử sẽ có hiệu quả tốt hơn. Cuối cùng, lúc này Viên Tiểu Lôi nghe được sư phụ Trần Phong tử nói những lời này, quyết định sẽ bái nhập môn hạ Dương Bách Xuyên. Nhưng mà, lời nói khiến bọn họ đều không nghĩ tới từ trong miệng Viên Tiểu Lôi 9 tuổi nói ra. Viên Tiểu Lôi nhìn sư phụ Trần Phong tử của mình, sư phụ, con biết ngài là vì tốt cho con. Chẳng qua con muốn nói cho ngài biết, con có thể được ngài nuôi nấng sống thêm 9 năm đã hời rồi, người sống một đời, tình thân là lớn nhất, ngài chính là người nhà của con, lẽ nào sư phụ cũng muốn đuổi con đi ư? Cả người Trần Phong tử run lên, thở dài một tiếng nói, tên ngốc phi sư chỉ hy vọng con cũng có thể giống như những đứa trẻ khác, lúc đánh nhau cứ dùng sức mạnh nắm đấm bình thường đánh bọn họ, con lại dùng nội lực, đứa nhỏ ngốc. Tâm tư bị đồ đệ đâm thủng. Trần Phong tử liền biết anh ta không thể lừa được đối phương, trên mặt bỗng chảy xuống nước mắt, đây là lần thứ hai trong đời anh ta rơi nước mắt, lần trước là lúc cam chịu buông bỏ việc tu luyện, lần này là bị lời nói của đồ đệ làm cảm động. Đời này có được một người đồ đệ như vậy, còn gì tiếc nuối. Chẳng qua cũng chính vì lòng hiếu thảo của Viên Tiểu Lôi mà Trần Phong tử càng thêm kiên quyết tê cầu cho đồ đệ một đường sống, anh ta làm sư phụ hiểu rõ tình huống thân thể của Viên Tiểu Lôi hơi bất cứ ai. Nếu bệnh này chữa không khỏi, cậu ta có thể sống đến khi trưởng thành hay không còn chưa rõ. Mà hiện tại, Dương Bách Xuyên chính là đường sống duy nhất của Viên Tiểu Lôi. Nghĩ tới đây, Trần Phong tử quỳ gối trước mặt Dương Bách Xuyên nói, cầu sư tổ cho tôi một cơ hội, không mong đồ đệ tôi có thể tu luyện võ công, chỉ mong đứa nhỏ có thể lưu lại trên thế gian này thêm một chút thời gian. Nói xong, anh ta dập đầu cộp cộp với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên đột nhiên cười lớn, ha ha ha, đứng lên nói chuyện đi, đừng cứ hễ một tí lại quỳ, đạo trưởng Trần thật lòng quan tâm đồ đệ lại vô cùng hiếu thảo với đạo trưởng, một đôi sư đồ hai người quả nhiên có tình có nghĩa. Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên đỡ Trần Phong tử đứng dậy. Thật ra khi anh nghe được câu kia của Viên Tiểu Lôi, tình thân với cậu ta lớn hơn tất cả mọi thứ cũng đã nở nụ cười. Trong lòng anh, Viên Tiểu Lôi đã vượt qua cửa ải. Tính cách trầm ổn, làm người thừa kế vị trí trưởng giáo võ đang không thành vấn đề, tâm trí có thể miêu tả bằng hai từ yêu nghiệt. Một đứa trẻ 9 tuổi có thể nói ra những lời này, không phải là yêu nghiệt thì là gì. Quan trọng hơn là cậu ta biết ơn Trần Phong tử, có lòng hiếu thảo, điều này đã chứng tỏ phẩm tính của Viên Tiểu Lôi vô cùng tốt. Dương Bách Xuyên cũng đưa ra quyết định. Trần Phong tử và Thiên Tuyệt, Minh Tuyệt bao gồm Viên Tiểu Lôi đều hơi ngẩn ra. Bọn họ không hiểu Dương Bách Xuyên có ý gì, vừa rồi còn sầm mặt, hiện tại đã nở nụ cười. Trong sự nghi hoặc của mấy người,
Dương Bách Xuyên tiếp tục nói, mấy người đều mời tôi làm trưởng giáo võ đang mà không biết trưởng giáo thật sự đang đứng ngay trước mặt tôi. Anh vừa thốt lên những lời này, ba người Thiên Tuyệt càng thêm khó hiểu. Minh Tuyệt không nhịn được lên tiếng, sư tổ, không phải ngài nói đến sư đệ Trần Phong Tử chứ? Ông ta và Thiên Tuyệt không có khả năng làm trưởng giáo võ đang, dù sao cũng đã ầm ĩ hơn 10 năm, hai người bọn họ ai làm đều sẽ dẫn tới môn đệ không hài lòng nên chỉ có Trần Phong Tử là thích hợp. Hiện tại ngẫm lại, Trần Phong Tử đúng là rất phù hợp, mấy năm nay tuy rằng bởi vì chuyện tu luyện mà anh ta từng mắng không ít người nhưng chưa bao giờ tham dự vào nội chiến. Hơn nữa hiện tại dưới sự trợ giúp của Dương Bách Xuyên, Trần Phong Tử một hơi đột phá đến tiên thiên tầng 6 trung kỳ, thực lực tu vi cũng đủ để gánh vác vị trí trưởng giáo võ đang. Thiên Tuyệt cũng nhìn thoáng qua Trần Phong Tử, gật đầu nói, sư đệ đúng là người thích hợp. Ông ta cũng hiểu được bản thân và Minh Tuyệt không thể làm trưởng giáo, nếu không cục diện vất vả lắm hài hòa được lại dung chuyển mất, chỉ có Trần Phong Tử là thích hợp. Mà Trần Phong Tử lại liên tục xua tay nói, không không không, hai vị sư huynh đừng nói giỡn, chẳng lẽ hai người còn không biết tính cách của tôi thế nào à? Sao có thể làm trưởng giáo được? Dứt lời, Trần Phong Tử lại nói với Dương Bách Xuyên, sư tổ tôi không thích hợp. Dương Bách Xuyên còn chưa nói hết đã bị ba người anh một câu tôi một câu cắt ngang, trong lòng vô cùng buồn bực, chờ ba người kia nói xong, anh mới trợn trắng mắt tự mình đa tình, tôi nói ba người khi nào? Ặc! Vẻ mặt ba người Minh Tuyệt đầy xấu hổ, hóa ra sư tổ không phải nói đến Trần Phong Tử, vậy đó là ai? Ứng cử viên thích hợp nhất võ đang chính là ba người bọn họ rồi, trừ ra thật sự không có ai phù hợp. Dương Bách Xuyên im lặng nhìn ba người kia, đừng suy nghĩ lung tung, người tôi nói chính là Viên Tiểu Lôi. Cái gì? Á? Không thể. Phản ứng của ba người rất lớn, vô cùng giật mình. Đùa à? Tuy tính cách đứa nhỏ Viên Tiểu Lôi này rất trầm ổn nhưng cậu ta mới chỉ 9 tuổi thôi. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân thân thể mà cơ sở luyện võ không có, sức khỏe cũng yếu ớt nhiều bệnh, sao cậu ta có thể đảm đương chức vụ trưởng giáo võ đang? Phản ứng của ba người Thiên Tuyệt đúng y như Dương Bách Xuyên dự đoán. Anh mặc kệ bọn họ giật mình, tiếp tục nói, đầu tiên, tôi vừa mới khảo nghiệm tính tình và nhân cách của đứa nhỏ Viên Tiểu Lôi này, đã thông qua kiểm tra. Thứ hai, chữa khỏi căn bệnh tiên thiên của cậu ta đối với tôi mà nói dễ như ăn cháo. Giúp cậu ta luyện võ cũng rất đơn giản. Ngoài ra, tôi sẽ truyền thụ lại truyền thừa của tổ sư gia võ đang Tư Không Nguyên cho cậu ta, kèm theo đó là cả thuật luyện đan, tôi dám nói thành tựu tương lai của Viên Tiểu Lôi sẽ rực rỡ hơn ba người rất nhiều. Bởi vì tinh thần lực của cậu ta vượt qua người thường, rất thích hợp tu luyện một môn công pháp, tôi dám cược, trong vòng 10 năm, cậu ta nhất định sẽ bước chân vào tiên thiên. Mặt khác không phải ba người đều ở đây à? Hỗ trợ dạy dỗ Viên Tiểu Lôi, bồi dưỡng một tên trưởng giáo yêu nghiệt cho võ đang, kèo mua bán này không thua thiệt. Thế nào, cẩn thận suy xét đề nghị của tôi, nếu mọi người đồng ý, ta sẽ truyền thụ công pháp tu luyện và thuật luyện đan, vân vân. Cho Tiểu Lôi. Nói xong, Dương Bách Xuyên nhìn ba người. Thiên Tuyệt, Minh Tuyệt và Trần Phong Tử ba mặt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được hai chữ đồng ý. Bọn họ trăm phương nghìn kế hy vọng giữ Dương Bách Xuyên lại đây làm trưởng giáo, thế nhưng về sau cẩn thận suy nghĩ một chút, nhân vật như Dương Bách Xuyên, sao có thể cam tâm bị trói chân trong một tông. Hiện tại Dương Bách Xuyên đưa ra đề nghị để Viên Tiểu Lôi làm người thừa kế chức trưởng giáo võ đang kèm theo kế hoạch bồi dưỡng thật sự nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Có điều nghĩ kỹ thì cách này đúng là không tồi. Trọng điểm là Dương Bách Xuyên sẽ dạy Viên Tiểu Lôi, truyền thụ công pháp cho cậu ta. Về phần là công pháp gì chắc chắn mạnh hơn võ công tâm pháp của võ đang nhiều, hơn nữa còn có thuật luyện đan vân vân. Nghe cầu bồi dưỡng một tên yêu nghiệt cho võ đang của Dương Bách Xuyên, ba người bọn họ rất động lòng. Quả thật tinh thần lực của Viên Tiểu Lôi khác với người thường, nói đơn giản thì tốc độ tu luyện nhanh hơn người bình thường rất nhiều, nhất là từ cực của Dương Bách Xuyên càng khiến người khác rung động. Viên Tiểu Lôi xem như đệ tử võ đang, lớn lên tuyệt đối trung thành với võ đang. Điểm này không thể nghi ngờ. Ba người kia ngay lập tức đồng thanh nói, đa tạ sư tổ suy nghĩ cho võ đang, chúng tôi đại diện trên dưới toàn tông cảm tạ đại ân của sư tổ. Không cần đa lễ, lại nói tiếp tôi cũng có quan hệ sâu xa với võ đang, giúp đỡ một tay cũng là chuyện nên làm, hy vọng ngày sau võ đang sẽ thiết lập quan hệ tốt với đệ tử Vân Môn.
Dương Bách Xuyên nói ra câu trọng điểm, cũng là mục đích lần này anh tới võ đang. Xin sư tổ yên tâm, tuy rằng ngài không làm trưởng giáo võ đang nhưng trên dưới tông môn chúng ta vĩnh viễn tôn ngài là sư tổ võ đang, chỉ cần chúng ta còn sống một ngày, vĩnh viễn sẽ qua lại với Vân Môn, điều này sẽ được viết vào nội quy võ đang. Thiên Tuyệt bày tỏ thái độ. Đúng đúng đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Minh Tuyệt hùa theo. Xin sư tổ yên tâm, Trần Phong tử tôi thề với trời, ngài vĩnh viễn là sư tổ võ đang và Vân Môn chính là một nhà. Trần Phong tử trịnh trọng nói. Ba người tỏ thái độ xong, Trần Phong tử nói với Viên tiểu lôi mau cảm ơn thái sư tổ con. Giờ phút này Viên tiểu lôi cũng hiểu được công ơn của Dương Bách Xuyên, cậu ta vội vàng quỳ xuống cảm tạ. Tiểu lôi cảm tạ ơn tái tạo của thái sư tổ. Đứng lên đi, ơn nghĩa không phải chuyện chính, quan trọng là chính cậu phải biết tự cố gắng, suy nghĩ cậu chín chắn, có trí tuệ, tôi nói cậu giống yêu nghiệt không phải nói khoác. Phẩm tính không tệ và lòng hiếu thảo của cậu mới là thứ ta xem trọng. Chẳng qua cậu có một khuyết điểm lớn, cậu biết là cái gì không? Dương Bách Xuyên rất nghiêm túc hỏi. Tiểu lôi không biết, xin thái sư tổ chỉ điểm. Viên tiểu lôi cung kính nói. Dương Bách Xuyên nhìn viên tiểu lôi, khuyết điểm lớn nhất của cậu là không có tính hồn nhiên của trẻ con, cũng tức là không có tâm huyết, điểm này sẽ rất thiệt thòi ở giới võ cổ. Vì vậy cậu phải nhớ kỹ, sau này phải có chính kiến. Người khác đánh cậu mắng cậu, nên đánh trả thì phải đánh trả, nếu không người ta sẽ cho rằng cậu dễ ức hiếp, lâu ngày bản thân sẽ chịu thiệt thòi lớn. Tiểu lôi nghe kỹ lời dạy của thái sư tổ, ánh mắt viên tiểu lôi đầy kiên định, đáp lời. Tốt, hôm nay cũng dày vò cậu đủ rồi, đi xuống nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai tới tìm tôi. Dương Bách Xuyên phất tay đuổi viên tiểu lôi đi. Lúc này trong sân chỉ còn lại ba người Thiên Tuyệt, anh nhìn sang. Thấy trong tay bọn họ đều cầm đồ vật, hoặc là bình hoặc là hộp gỗ thì nhếch miệng cười nói, ba vị còn có việc. Đây là biết rõ còn cố hỏi mà. Dương Bách Xuyên nhìn quà tặng của ba người Thiên Tuyệt, thật lòng cảm giác bản thân chính là một tên nghèo rất mồng tơi, đồng thời đây cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận được cái gọi là nội tình của tông môn cổ xưa. Quà tặng của ba người kia cái nào cũng khiến Dương Bách Xuyên chảy nước miếng. Anh thật sự nghĩ hoài không ra. Sao trong tay bọn họ lại có mấy thứ này nhỉ? Theo lý mà nói, hẳn mấy thứ này không có ở trái đất mà phần lớn nằm tại tu chân giới mới đúng. Anh từng nhìn thấy những thứ này trong bản ghi chép tu chân sư phụ truyền thụ, trước kia không nghĩ tới trên trái đất cũng có. Hôm nay xem như được mở mang tầm mắt, nhận ra có lẽ trái đất này còn có một mặt khác mà anh không biết. Thiên Tuyệt lấy ra một quả tử lôi và một bình rượu, không phải rượu bình thường mà là linh tửu tỏa ra từng trận linh khí. Theo lời của ông ta thì nó được ủ từ các loại linh dược linh quả. Trần Phong tử lấy ra một gốc nhân sâm 500 năm, bảo dùng để ngâm rượu thuốc cho sư tổ. Nếu thật lấy nhân sâm ngàn năm đi ngâm rượu, trừ khi đầu Dương Bách Xuyên bị úng nước, bởi đây là vị thuốc chính để luyện chế đan tụ khí đấy. Chẳng qua anh nhìn vẻ mặt của Trần Phong tử dường như đối phương thật sự từng làm như vậy rồi, trong lòng không nhịn được hỏi, Phong tử. Anh không lấy nhân sâm mấy trăm năm đi ngâm rượu thuốc thật đấy chứ? Trần Phong tử gật đầu rất lưu loát, đúng vậy, 5 năm trước tôi có ngâm một gốc nhân sâm 800 năm rồi, qua một tháng nữa là có thể uống, đến lúc đó tặng cho sư tổ một ít nếm thử. Cái gì, giờ phút này, Dương Bách Xuyên ước gì có thể một phát tát chết Trần Phong tử? Ở trong mắt luyện đan sư, hành động của Trần Phong tử chính là lãng phí của trời. Minh Tuyệt ở bên cạnh hơi xấu hổ nói, khụ khụ, sư tổ, thật ra phần lớn chúng tôi đều làm như vậy là vì đan dược luyện chế ra không có hiệu quả tốt, còn không bằng trực tiếp ngâm rượu, uống vào cũng có thể tăng chân nguyên trong người. Một đám nhà quê, Dương Bách Xuyên cảm giác tim mình như đang nhỏ máu. Dứt lời, anh hỏi ba người, trong tay mấy người còn có linh dược hay linh quả gì thì cứ mang tới cho tôi hứa sẽ cho mỗi người một viên, à không, hai viên đan tụ khí. Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên lật tay lấy ra một viên đan tụ khí, đây là đan dược chân chính, mặc dù chỉ là loại rác rưởi nhất trong miệng sư phụ nhưng đối với luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ đều có hiệu quả, đối với võ giả cổ mà nói càng có công dụng hơn. Ba người kia xem như đều là cao thủ thiên thiên, thế mà đến giờ vẫn chưa từng nhìn thấy đan dược chân chính. Cả ba đều cảm giác được đan tụ khí Dương Bách Xuyên lấy ra không phải hạng xoàng, còn chưa dùng đã có thể cảm nhận được nguồn linh khí khổng lồ tỏa ra đan dược.
nếu được dùng một viên, ít nhất cũng sáng bằng nửa năm tu luyện gian khổ. Đừng nói dùng linh dược đổi hai viên, cho dù chỉ đổi một viên thì bọn họ cũng có lợi. Ánh mắt ba người kia ngay lập tức lập lòe ánh sáng xanh. Nhất là Minh Tuyệt và Thiên Tuyệt đã đột phá đến tiên thiên tầng 7, Trần Phong Tử cũng dưới sự trợ giúp của Dương Bách Xuyên một hơi đột phá 6 cảnh giới nhỏ, chỉ có tu vi là không có chút động tĩnh nào. Dương Bách Xuyên vừa lấy đan tụ khí ra, trong lòng Minh Tuyệt lập tức nhảy nhót, vội vàng lấy ra một hộp gỗ nhỏ từ trong ngực, sư tổ tôi có thể dùng hà thủ ô 3.000 năm đổi viên đan dược này của người không? Nghe thấy Minh Tuyệt muốn dùng hà thủ ô 3.000 năm đổi một viên đan tụ khí, Dương Bách Xuyên đột nhiên ngây ngẩn cả người, hay lắm, linh dược 3.000 năm, đừng nói đổi một viên, cho dù ông ta có đổi cả lò thì anh cũng chiếm hời lớn. Đan tụ khí chỉ cần dùng linh dược mấy trăm năm là có thể luyện chế ra rồi, bản thân đan tụ khí cũng chỉ là đan dược phẩm cấp thấp nhất trong các loại đan dược, đan cấp 1 mà thôi. Xét về phẩm cấp đan dược, thấp nhất là cấp 1, cao nhất là cấp 9, đan cấp 1 chỉ cần linh dược trăm năm, dưới 300 năm sẽ luyện ra cấp 1 hạ phẩm, từ 3 đến 500 năm ra cấp 1 trung phẩm, 600 năm đến 1000 năm ra đan cấp 1 thượng phẩm. Trong hiểu biết của Dương Bách Xuyên, trên trái đất có linh dược hơn 1.000 năm đã là hàng quý, thậm chí trên 3.000 năm hiếm như lông phượng sừng lân. Thế mà bây giờ Minh Tuyệt lại lấy ra hà thủ ô 3.000 năm, những võ cổ giả đến từ tông môn cổ xưa này khiến Dương Bách Xuyên phải nhìn bằng một cặp mắt khác. Linh dược 3.000 năm năm có thể luyện chế ra đan cấp 3 rồi, nghĩ tới liền kích động. Minh Tuyệt thấy Dương Bách Xuyên không lên tiếng, còn tưởng rằng anh không hài lòng nên vội vàng bổ sung. Sư tổ tôi biết dùng một gốc hà thủ ô đổi đan dược của người thật sự quá tham lam, để tôi về nhà lấy một gốc linh chi 1000 năm tặng sư tổ, mong sư tổ đổi viên đan dược này cho tôi. Xin người hãy khoan dung, tôi đã kẹt lại cảnh giới này hơn 5 năm rồi. Vẻ mặt Minh Tuyệt vô cùng đáng thương, sợ Dương Bách Xuyên nói một chữ không. Đúng là ông ta đang rất muốn đột phá, mắt thấy Thiên Tuyệt sắp lên thiên thiên tầng 7, tu vi Trần Phong Tử cũng tới thiên thiên tầng 6 trung kỳ như mình. Hơn nữa nhìn qua tốc độ tu luyện của đối phương cũng nhanh hơn ông ta, trong lòng Minh Tuyệt lập tức không chịu nổi, vô cùng buồn bực khó chịu. Dương Bách Xuyên lấy ra đan tụ khi không khác gì ánh sáng xua đi bóng tối vô tận trong lòng Minh Tuyệt, ông ta làm đệ tử võ đang đã từng nhìn thấy các tiền bối luyện chế ra đan dược, tuy nhiên so với đan dược của Dương Bách Xuyên hoàn toàn không thể sánh bằng, đan dược trong tay anh mới là đan dược thật sự. Minh Tuyệt có cảm giác nếu ông ta dùng một viên, chắc chắn có thể đột phá, kém nhất cũng có thể đạt tới thiên thiên tầng 6 đỉnh phong, vì vậy ông ta vô cùng mê mẩn viên đan trong tay Dương Bách Xuyên, không nhịn được muốn cướp lấy. Tuy rằng hà thủ ô trong tay ông ta có niên đại 3.000 năm nhưng cùng lắm ông ta chỉ có thể ăn trực tiếp hoặc đem đi ngâm rượu, cách thức xử lý thô sơ này đã làm giảm hiệu quả của linh dược rất nhiều. Trong khi đó, đan dược chính là những gì tinh túy nhất của linh dược được tinh luyện ra, hơn nữa bên trong còn có mấy chục loại dung hợp lẫn nhau. Dược hiệu sinh ra cũng không phải tính bằng 1 cộng 1 bằng 2. Dương Bách Xuyên nhìn thấy ánh mắt lập lòe của Minh Tuyệt thì sửng sốt, anh chỉ muốn cười phá lên, không nghĩ tới bản thân chỉ hơi do dự, đối phương lại bỏ thêm một gốc linh chi 1000 năm. Lúc này, Dương Bách Xuyên chỉ gọi Minh Tuyệt một tiếng đại gia, chúng ta làm bạn được không, đến linh chi 1000 năm cũng lấy ra được. Hồi trước ở đạo tràng vô cổ, anh và Đinh Dương, địa tâm lõa tổ cộng thêm yêu thú vì tranh đoạt một gốc linh chi 1000 năm mà suýt nữa đã mất mạng. Hiện giờ Minh Tuyệt lại nhẹ nhàng thốt lên một câu, đầu tiên là hà thủ ô 3.000 năm, giờ là linh chi 1000 năm đều trở thành quà tặng. Người so với người càng làm người khác tức chết. Dương Bách Xuyên cảm giác trước mặt những người này, anh chính là một tên ăn mày. Chẳng qua nghĩ lại cũng đúng, lúc ở đạo tràng Vu Hàm, hầu như mấy người cướp đoạt linh chi 1000 năm đều là thiên thiên tầng 1, cao nhất cũng chỉ là tầng 2. Điểm này cũng giống như đạo lý kiếm tiền ở thế giới trần tục, năng lực càng mạnh thì tiền kiếm được càng nhiều, áp dụng trên người võ cổ giả, thực lực càng mạnh, thu hoạch càng lớn. Thiên Tuyệt và Minh Tuyệt đều có tu vi thiên thiên tầng 7, trên tay bọn họ có linh dược 3.000 năm cũng không kỳ lạ. Nhìn vẻ mặt trông chờ của Minh Tuyệt, Dương Bách Xuyên ra vẻ rụt rè, khẽ ho khan nói. Minh Tuyệt, tuy rằng lúc tôi mới tới võ đang, ông và Bách Sơn có ý muốn đảo hố tôi nhưng con người tôi không có ưu điểm gì ngoại trừ lòng bao dung, tôi sẽ không tính toán với ông, nể mặt ông kiên trì một lòng trên con đường luyện đan, tôi liền nhịn đau đổi với ông. Nếu là người bình thường thì tôi sẽ không đổi đâu,
dù sao tôi cũng không có bao nhiêu đan tụ khí, đây là đan dược chân chính đấy, ông nhìn đi, không có một chút tạp chất nào, bên trong chứa đầy linh khí tinh khiết, hơn nữa sau khi dùng còn có tác dụng cải thiện cơ thể trên nhiều phương diện, đúng là hàng tốt. Như vậy đi, ông gọi tôi một tiếng sư tổ xem như là hậu bối của tôi cho ông thêm một viên đan tụ khí làm quà gặp mặt, cầm đi. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa duỗi tay vào túi, lại lấy ra thêm một viên đan tụ khí từ bình càn khôn đưa cho Minh Tuyệt. Minh Tuyệt nước mắt lưng tròng, run rẩy nhận lấy hai viên đan tụ khí, tay kia đưa hà thủ ô cho Dương Bách Xuyên, mừng rỡ nói, đa tạ sư tổ, đa tạ sư tổ, Minh Tuyệt nhớ kỹ suốt đời không quên, người chờ một lát, tôi lập tức đi lấy linh chi ngàn năm. Nói xong, ông ta nhanh như chớp chạy ra ngoài. Dương Bách Xuyên trợn mắt há miệng, trong lòng lại vui vẻ như nở hoa, thầm nói, có linh dược luyện chế đan trúc cơ rồi, nhân sâm xem như quà tặng bất ngờ, đang buồn ngủ thì có người tặng gối đầu, hơn nữa đối phương còn cảm ơn mình ngàn lần, mẹ nó quá may mắn. Tất nhiên linh dược dùng để luyện chế đan trúc cơ mà anh nhắc tới chính là linh chi ngàn năm Minh Tuyệt tặng, về phần hà thủ ô, anh sẽ dùng để luyện chế đan dược cấp 3 phù hợp với tu vi trước mắt của anh nhất. Sau khi Minh Tuyệt rời khỏi nơi này, hai người Thiên Tuyệt và Trần Phong Tử cũng mỉm cười tiến lên. Thiên Tuyệt tươi cười nói, sư tổ, mấy thứ này là để sư tổ nhấm nháp, trong vườn thuốc của tôi có một gốc linh dược năm không kém hơn hà thủ ô của Minh Tuyệt, linh khí rất khổng lồ, ba phiến lá đỏ, ba đóa hoa trắng, không biết là loại linh dược gì, ngày mai mời sư tổ đi xem thử một chuyến. Nghe Thiên Tuyệt miêu tả, trong đầu Dương Bách Xuyên đột nhiên hiện lên một loại linh dược vô cùng hiếm thấy trong điển tịch, cả người anh không nhịn được run lên, bật thốt, cỏ cửu chuyển hoàn hồn. Trong hiểu biết của Dương Bách Xuyên, cỏ cửu chuyển hoàn hồn được tu chân giới công nhận là vị thuốc chính để luyện chế đan dược cao cấp, mọi người đều biết đan phương nhưng hiếm ai có thể luyện ra. Bởi vì vị thuốc chính là cỏ cửu chuyển hoàn hồn rất khan hiếm ở tu chân giới. Loại linh dược này được công nhận là một trong 10 loại linh dược quý hiếm nhất, 1.000 năm chỉ mọc ra một phiến là và một đóa hoa, 9 bông chính là cực hạn. Tên gọi cửu chuyển cũng có nghĩa là có thể luyện ra đan hoàn hồn cấp 9, từ nhất chuyển hoàn hoàn đến cửu chuyển hoàn hồn, đây chỉ là một cái tên gọi thống nhất, đồng thời cũng là phẩm cấp cao nhất có thể đạt tới. Loại đan dược này có công dụng đồng bộ tu vi với thần hồn, nói cách khác sau khi uống vào có thể làm cho tu vi và tinh thần lực cùng tăng lên. Đây mới là chỗ chân quý của đan cửu chuyển hoàn hồn. Khi Dương Bách Xuyên nghe được miêu tả của Thiên Tuyệt, trong đầu anh liền nghĩ đến hình dáng của cỏ cửu chuyển hoàn hồn, rốt cuộc có phải là nó hay không phải nhìn thấy tận mắt mới biết được. Sau đó, Dương Bách Xuyên lại hỏi Thiên Tuyệt chi tiết, trên cơ bản anh đã có thể xác định linh dược trong vườn thuốc của ông ta chính là cỏ cửu chuyển hoàn hồn, hơn nữa còn là ba lá ba hoa, tức là đã hơn 3.000 năm tuổi, quan trọng nhất là nó vẫn đang sinh trưởng. Có thể bồi dưỡng. Cỏ cửu chuyển hoàn hồn, mỗi ngàn năm nở hoa một lần, lúc đó đều sẽ có một hạt hoa chín, có thể trồng ra cây thứ hai. Dựa theo tin tức sư phụ lưu lại trong đầu, cỏ cửu chuyển hoàn hồn đã bị nhổ sạch ở tu chân giới, không ngờ nó lại xuất hiện trên trái đất, hơn nữa trong tay Thiên Tuyệt còn là một gốc ba lá ba hoa. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, có một gốc cửu chuyển hoàn hồn, anh có thể luyện chế đan tam chuyển hoàn hồn. Chắc chắn có thể nhanh chóng tăng tu vi mà không mang theo di chứng. Căn cứ vào công hiệu của đan cửu chuyển hoàn hồn, sử dụng một viên cửu chuyển chân chính có thể làm cho một tu chân giả luyện khí kỳ bay vọt qua ba cảnh giới lớn, một hơi thành tựu kim đan. Hiện tại Dương Bách Xuyên không muốn nhiều như vậy, luyện chế ra được đan tam chuyển hoàn hồn giúp tu vi tăng lên ba cảnh giới nhỏ là anh nằm mơ cũng cười tỉnh rồi. Dương Bách Xuyên quay đầu nhìn Thiên Tuyệt, chỉ còn thiếu mỗi chảy nước miếng. Bâng quơ nói, Thiên Tuyệt này, một gốc linh dược của ông. Lời sau người đàn ông họ Dương nào đó không nói tiếp, anh tin tưởng Thiên Tuyệt sẽ hiểu được. Quả nhiên, lão già Thiên Tuyệt này đã thành tinh, tự nhiên hiểu được ý tứ của anh, mở miệng nói, sư tổ yên tâm, ngày mai tôi sẽ mang tới cho ngài, dù sao tôi cũng không luyện đan, không biết gốc cửu chuyển hoàn hồn kia có ích lợi gì. Lúc trước ở đạo trường Tiên Thiên thấy có linh khí nên tiện tay đào đi trưng cho đẹp mắt. Thiên Tuyệt rất vui mừng khi nó có thể phát huy tác dụng ở trong tay sư tổ. Dương Bách Xuyên mỉm cười gật đầu, trong lòng thầm nói, nếu ông biết tác dụng chân chính của cỏ cửu chuyển hoàn hồn, e là sẽ không rộng rãi như vậy đâu. Nghĩ thế, Dương Bách Xuyên bình tĩnh nói, đừng, ông đừng làm bậy, ngày mai tôi đến vườn thuốc của ông xem.
bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh sư tổ. Thiên Tuyệt cũng không quá coi trọng vườn thuốc, chỉ xem nơi đó như địa điểm bình thường, nói đến cùng ông ta chính là võ sĩ. Thiên Tuyệt không biết, chờ sau khi Dương Bách Xuyên đến vườn thuốc, ông ta có khóc cũng không ra nước mắt. Tốt, vậy thì cảm ơn, chẳng qua ông yên tâm, tôi sẽ lưu lại võ đang mấy ngày, trong lúc đó luyện chế cho ông một ít đan dược làm quà trả lễ, tôi cũng không chiếm hời của các ông. Người đàn ông họ Dương nào đó nói mà mặt không đỏ thở không gấp. Lừa gạt cỏ cửu chuyển hoàn hồn của người ta mà còn bảo không chiếm hời. Nếu Thiên Tuyệt biết một gốc cửu chuyển hoàn hồn ở tu chân giới có thể mang lại cho ông ta bao nhiêu tài nguyên tu luyện thì sợ rằng ông ta đã không nói như vậy rồi. Đáng tiếc nơi này không phải tu chân giới, ngoại trừ Dương Bách Xuyên Vân Môn và Vân Môn, hiện nay trên địa cầu chỉ có võ cổ giả, Thiên Tuyệt cũng không phải tu chân giả. Chẳng qua Thiên Tuyệt nghe thấy Dương Bách Xuyên luyện chế đan dược cho mình thì mừng rỡ vô cùng, miệng liên tục nói cảm ơn, còn tưởng rằng lần này ông ta đã chiếm được của hời. Lúc này Dương Bách Xuyên bỗng hỏi, đạo tràng tiên thiên ông vừa nói là địa phương nào? Đó là một trong những bí cảnh được các thế lực tông môn lớn của giới võ cổ công nhận, có một số bí cảnh mở được, có cái không mở được. Đạo tràng tiên thiên chính là bí cảnh mở ra, trong một dãy núi nào đó trên đỉnh Everest, võ cổ giả chỉ cần tu vi đạt tới tiên thiên đều có thể đi vào. Nơi đó có rất nhiều thiên tài địa bảo, chẳng qua hệ số nguy hiểm cũng cao nhất. Tiên thiên tầng 5 trở lên cũng có nguy cơ chết trong đó. Hà thủ ô và linh chi ngàn năm của Minh Tuyệt, linh dược ba lá tôi đào được, vân vân, đều lấy được từ đạo tràng thiên thiên. Nếu sư tổ muốn đi, Thiên Tuyệt nguyện ý dẫn đường, đúng lúc Lập Xuân võ đang cũng định cho một ít đệ tử đi lịch lãm. Được, đến lúc đó đi xem thử. Ánh mắt Dương Bách Xuyên tỏa sáng, không cần nghĩ nhiều, chắc chắn nơi đó là di tích tu chân. Có lẽ trái đất hàng ngàn năm trước là thế giới của tu chân giả. Sau đó Dương Bách Xuyên hỏi thăm Thiên Tuyệt một ít bí cảnh tồn tại trên trái đất thì mới biết được, ở đây không chỉ có đạo tràng tiên thiên mà còn có rất nhiều bí cảnh khác, chỉ là Thiên Tuyệt nói ông ta không biết hoặc có một số địa phương chưa ai phát hiện ra. Những nơi này nhất định tràn ngập nguy hiểm, thế nhưng con đường tu chân sao có thể không hung hiểm được, thường thường nguy cơ luôn đi kèm với cơ duyên mà. Đồng thời Dương Bách Xuyên còn hiểu được một mặt mặt thần bí khác trên trái đất, trong lòng anh thầm nghĩ chờ sau này có thời gian rảnh, nhất định phải đi xem thử. Giữa lúc tán gẫu, Minh Tuyệt trở về, mang theo linh chi nghìn năm đưa cho Dương Bách Xuyên, khiến tên đàn ông họ Dương nào đó mừng rỡ khôn xiết. Kế tiếp ba người kia hỏi Dương Bách Xuyên một ít vấn đề trong tu luyện, tuy rằng võ đạo khác tu chân nhưng cảnh giới tu luyện khá tương tự nhau. Trong đầu Dương Bách Xuyên có rất nhiều kinh nghiệm tu luyện được sư phụ Vân Thiên Tà truyền thụ, đụng phải vấn đề không biết thì tìm kiếm trong đầu một phen, giải đáp cho ba người. Đương nhiên anh cũng không biết có đúng hay không, thế nhưng nhìn dáng vẻ ba người kia vui vẻ gật đầu không ngừng đã đủ hiểu là không sai. Đối với Thiên Tuyệt đang ở tiên thiên tầng 3 mà nói thu hoạch hôm nay rất phong phú. Mới đó mà đã đến nửa đêm, Thiên Tuyệt mới lưu luyến không rời đề nghị để Dương Bách Xuyên nghỉ ngơi. Ngày mai đến hỏi sau. Thật ra đối với Dương Bách Xuyên ngủ hay không ngủ đều như nhau, chủ yếu là anh thấy phiền thôi, trong lòng anh còn đang nhớ thương mấy món đồ ba người kia hiếu kính đấy, định chờ bọn họ rời đi thì mở ra xem. Sau khi dõi mắt nhìn đám người Thiên Tuyệt rời đi, Dương Bách Xuyên vui vẻ mở quà tặng bọn họ mang tới. Đêm yên tĩnh, Viên Tiểu Lôi ở sảnh bên cạnh nghe thấy tiếng cười ngây ngô xen lẫn mừng rỡ như điên của Dương Bách Xuyên. Thấy không có gì bất thường thì lật người ngủ tiếp, ngày mai còn phải dậy sớm tìm Thái Sư Tổ hỏi chuyện tu luyện. Đêm nay Dương Bách Xuyên không tu luyện, anh thoải mái nằm trên da gấu trắng ngủ một giấc thơm ngọt. Sáng sớm hôm sau Viên Tiểu Lôi lấy nước hầu hạ Dương Bách Xuyên rửa mặt. Sau khi ăn sáng xong, Dương Bách Xuyên nhìn Viên Tiểu Lôi, nghiêm túc nói, Tiểu Lôi nghe cho kỹ, tất cả mọi thứ tôi truyền thụ cho cậu đều ghi chép trong quyển sổ này. Hôm nay cậu đừng đi ra ngoài, ở trong phòng học thuộc rồi đốt quyển sổ. Sau này không được truyền lại những thứ tôi dạy cậu cho người khác, trừ khi đối phương cũng là đệ tử võ đang, tuy nhiên cũng phải phẩm tính người đó thế nào, nếu để người tâm thuật bất chính học được sẽ gây họa lớn, cậu hiểu không? Tiểu Lôi hiểu rõ, xin Thái Sư Tổ yên tâm. Viên Tiểu Lôi nghiêm túc trả lời. Tối hôm qua Bách Sơn bị Dương Bách Xuyên dọa sợ, vốn dĩ hắn ta nhận lệnh chăm sóc Dương Bách Xuyên. Thế nhưng vị sư tổ này lại đòi cái này muốn cái kia, hắn ta thật sự không có cách nào. Đàn hương võ đang, da gấu trắng là bảo vật của mấy lão quái vật võ đang đấy,
hắn ta biết đi đâu kiếm. Hiện tại hắn ta cũng chỉ có thể trốn tránh Dương Bách Xuyên, ai biết đối phương còn muốn cái quỷ gì chứ? Ngẫm lại cảnh tượng đi tìm một vị sư thúc tối hôm qua, Bách Sơn suýt đã rơi nước mắt. Sư thúc, nghe nói trong tay ngài còn một tấm da gấu trắng, không biết sư thúc có thể nhịn đau bỏ ra không? Còn có thể lấy vật đổi vật, Bách Sơn cầu xin vị sư thúc nào đó. Thằng nhóc nghi thì có đồ tốt gì? Còn vẫn còn nửa hộp gỗ đàn hương trong tay. Ha ha, nhóc, tưởng tôi ngu lắm à? Không phải sư thúc, vậy thì một hộp. Cút. Sư thúc, thật ra da gấu trắng là sư tổ muốn. Thằng nhóc thúi, thế mà dám lấy sư tổ ra đè lão phu, đáng đánh. À, sư thúc, thật sự là sư tổ muốn mà. Có quỷ mới tin, còn chưa bị đánh đủ đúng không? SSSS, sao ngài còn đánh thế, lão già đáng chết. Tức chết lão phu, hôm nay tôi phải đánh chết cậu. À, ai ra? Chấm chấm chấm. Nghĩ tới đây, Bách Sơn thật sự rất muốn khóc. Hắn ta đến cả một tấm da gấu trắng cũng không có chứ đừng nói đến mấy trăm cân đàn hương đều nằm trong tay sư phụ bảo quản, ngày thường sư phụ xem như bảo bối, muốn xin một hai cây chẳng khác gì cắt thịt, càng đừng nói đến mấy trăm cân. Thế nhưng hắn ta gom không đủ mấy trăm cân đàn hương và 10 tấm da gấu trắng thì không có cách giải thích cho Dương Bách Xuyên, lúc này nhìn thấy anh, trong đầu hắn ta chỉ có một chữ trốn. Chuyện dặn dò còn chưa làm xong, không chừng vị sư tổ này sẽ bắt hắn ta làm cái gì đó nữa. Thật không may, Bách Sơn còn chưa kịp chạy đã bị Dương Bách Xuyên nhìn thấy mất rồi, hắn ta xoay người nặn ra một khuôn mặt tươi cười nói, sư tổ, ngài dậy sớm thật, sao không ngủ thêm chút nữa? Dương Bách Xuyên híp mắt nói, người tu đạo ngủ cũng có thể tăng cảnh giới, tôi ngược lại hy vọng có thể ngủ thêm một chút đấy, mà nói này, gặp tôi ông chạy cái gì? Không, không có chuyện gì, tôi có việc gấp phải đi làm, thấy sư tổ vui vẻ không kịp chứ sao có thể chạy được. Bách Sơn cười khan. Ha ha, không có tốt nhất, tối hôm qua tôi kêu ông đi chuẩn bị đàn hương và da gấu trắng, sao bây giờ vẫn còn chưa đưa tới? Dương Bách Xuyên nhìn đôi mắt gấu trúc của Bách Sơn. Nhịn cười hỏi hắn ta. Hôm nay trên mặt Bách Sơn hiện rõ đôi mắt gấu trúc 0.0, vừa nhìn đã biết là bị người đánh. Khóe miệng Bách Sơn giật giật, cố nặn ra khuôn mặt tươi cười, tôi đang chuẩn bị cho sư tổ đây. Cần bao lâu, chút chuyện như vậy còn cần chuẩn bị lâu thế à? Ngày mai ông mang tới cho tôi đấy, cứ thế đi, tôi ra ngoài dạo một vòng. Dương Bách Xuyên đoán được một ít từ sắc mặt của Bách Sơn đoán được một ít. Rất có thể đàn hương và da gấu trắng là vấn đề khó giải quyết với hắn ta. Điều này cũng chứng tỏ đàn hương và da gấu trắng của võ đang thật sự là đồ tốt, càng như vậy tên đàn ông họ Dương nào đó lại càng muốn. Đương nhiên nguyên nhân chính là anh cố ý gây khó dễ cho Bách Sơn, ai bảo lão già này lúc trước không nói thật, nếu không phải nhờ có lợi khí long lân, anh đã nhảy xuống hố lửa rồi, vì vậy Dương Bách Xuyên cố ý làm khó Bách Sơn. Nói xong. Anh không để ý tới Bách Sơn nữa, xoay người rời đi. Không phải, sư tổ, tôi thật sự không tìm thấy nhiều như vậy. Sư tổ, Bách Sơn đau khổ kêu Dương Bách Xuyên, nhưng người đàn ông họ Dương nào đó hoàn toàn không để ý tới hắn ta. Thế này chẳng phải muốn mạng mình à? Bách Sơn lẩm bẩm, trong lòng thầm nghĩ hay tìm sư phụ Minh Tuyệt thương lượng nhỉ? Không đủ da gấu trắng cũng thôi, đàn hương thì phải chuẩn bị cho sư tổ một ít. Dù gì hắn ta cũng là võ cổ giả tiên thiên tầng 2. Hiện tại uy vọng của Dương Bách Xuyên ở võ đang rất cao, sư tổ đưa ra chút yêu cầu này cũng không làm được thì hắn ta đừng lăn lộn nữa. Chẳng phải lúc đó hắn ta sẽ trở thành trò đùa trong miệng mọi người à? Bách Sơn lập tức cắn răng đi về phía đạo tràng của sư phụ. Bên kia, Dương Bách Xuyên đi dạo một vòng, hỏi thăm đạo tràng của Thiên Tuyệt ở đâu, chuẩn bị đi tìm ông ta. Trong lòng anh vẫn đang nhớ thương cỏ cửu chuyển hoàn hồn của Thiên Tuyệt, đây là một chân 10 linh dược quý hiếm nhất, thậm chí đã biến mất ở tu chân giới. Một phiến lá cây một đóa hoa đại biểu cho 1.000 năm, mỗi một giai đoạn đều có thể luyện chế đan nhất chuyển. Nếu đóa trong vườn thuốc của Thiên Tuyệt thật sự là cỏ cửu chuyển hoàn hồn 3 lá 3 hoa, anh có thể luyện chế kim đan tam chuyển, đến lúc đó không phải tu vi sẽ tăng lên vùn vụt à. Nghĩ tới đây Dương Bách Xuyên liền không nhịn được chảy nước miếng. Đương nhiên trước khi nhìn thấy thì tất cả đều không xác định,
chỉ có miêu tả của Thiên Tuyệt là giống y những gì trong đầu Dương Bách Xuyên. Toàn bộ tông môn võ đang có diện tích vô cùng rộng lớn, mỗi một vị tiên thiên đều chiếm cứ một ngọn núi nhỏ, xây dựng đạo tràng của mình. Thực lực và địa vị càng cao, diện tích ngọn núi cũng càng lớn, linh khí cũng càng thêm sung túc, vì vậy đạo tràng của Thiên Tuyệt rất dễ tìm. Dương Bách Xuyên tùy tiện hỏi thăm một gã đệ tử võ đang là biết, Thiên Tuyệt ở tại đỉnh Thiên Tuyệt. Dương Bách Xuyên không nhìn được trợn mắt, đến cả ngọn núi cũng mang tên ông ta, đủ thấy đối phương giàu sang cỡ nào. Chẳng qua chuyện này cũng dễ hiểu, trong thế giới kẻ mạnh đứng đầu, thực lực quyết định tất cả, Thiên Tuyệt là cao thủ số một của võ đang, đạo tràng đương nhiên cũng lớn nhất, tốt nhất võ đang. Đệ tử võ đang vốn định dẫn đường cho Dương Bách Xuyên nhưng tên đàn ông họ Dương nào đó đã từ chối. Bởi vì anh muốn, giả ngầu. Dù sao bí mật phi hành đã được công khai ở võ đang, anh cũng không quan tâm cái gì, nhìn thấy đỉnh Thiên Tuyệt cách nơi này mấy ngàn thước thì sử dụng thuật ngự phong, phi thân rời đi trong ánh mắt hâm mộ của rất nhiều đệ tử võ đang. Bay chưa tới 2 phút đồng hồ, Dương Bách Xuyên đã dừng lại phía trên đỉnh Thiên Tuyệt, nhìn thấy kiến trúc nằm ở lưng chừng núi, không cần hỏi cũng biết đó là đạo tràng Thiên Tuyệt. Lúc anh chuẩn bị bay xuống thì thấy Thiên Tuyệt vội vàng chạy ra, từ xa đã hô vang, cung nghênh sư tổ quá bộ đến đỉnh Thiên Tuyệt phong. Dương Bách Xuyên đáp xuống, cười nói, Thiên Tuyệt, tôi tới tham quan vườn thuốc của ông. Sư tổ đến đây là niềm vinh hạnh của Thiên Tuyệt, để tôi dẫn ngài đi tham quan. Nói xong, Thiên Tuyệt dẫn Dương Bách Xuyên đi vào cổng lớn, vòng qua đại điện đi ra phía sau. Sư tổ nơi này chính là vườn thuốc của tôi. Thiên Tuyệt chỉ vào một khu vườn chiếm diện tích 1-2 mẫu, nhìn qua tươi xanh nói. Thật ra ở trong mắt Dương Bách Xuyên nơi này không khác gì vườn hoa, toàn bộ vườn thuốc nở rộ vô số loại, có mấy loài thực vật anh chưa từng nhìn thấy, chẳng qua mùi thuốc thoang thoảng đã chứng minh nơi này thật sự là vườn thuốc chứ không phải vườn hoa. Dương Bách Xuyên vừa đi vừa quan sát, Thiên Tuyệt ở bên cạnh giới thiệu, ông ta trồng rất đẹp mắt, một số loại chỉ để thưởng thức, phần lớn là được cấy ghép từ bí cảnh. Dương Bách Xuyên đi một đường, trong lòng cũng bị rung động một phen, anh phát hiện trong vườn thuốc của Thiên Tuyệt có rất nhiều linh dược đều chỉ có thể nhìn thấy trong bách khoa toàn thư các loại linh dược ở tu chân giới. Anh vốn tưởng sau này đến tu chân giới mới thấy được, không ngờ lại bắt gặp tận 20-30 loại ở đây. Với những chủng loại linh dược này, anh có thể luyện chế hơn 10 loại đan dược. Có ít gốc hiếm thấy nhưng số năm nhỏ, có loại bình thường lại sống rất lâu. Nếu không nhờ Thiên Tuyệt giới thiệu, Dương Bách Xuyên đã cho rằng anh vừa đi lạc vào một kho linh dược rồi. Lúc trong lòng anh đang suy nghĩ làm thế nào mở miệng xin Thiên Tuyệt những linh dược này thì đối phương bỗng nói một câu khiến anh suýt nữa đã muốn hôn ông ta một cái, đương nhiên nếu là nữ thì cũng được, nam thì quên đi. Chỉ nghe Thiên Tuyệt nói, sư tổ ngài thấy linh dược nào hữu dụng thì cứ việc nói, tôi sai người đào lên đưa qua, trước kia chỉ lo chơi đùa mấy thứ không thực tế này, ngược lại quên mất cả ngộ võ đạo chân chính, sau này tôi cũng sẽ không đi làm mấy chuyện dâu ria này nữa, vườn thuốc này cũng không cần, giữ lại chỉ tốn công. Nghe vậy, ánh mắt Dương Bách Xuyên lập tức phát sáng, mở miệng nói, nếu vậy thì tôi sẽ không khách khí, sau này ông sai người đào hết lên đưa tới Đông Lai Các. Tôi luyện chế mấy lò đan dược đưa cho ông, bằng không chẳng phải lãng phí à? Đúng đúng đúng, sư tổ nói phải, những linh dược này chỉ ở trong tay sư tổ mới có thể phát huy giá trị của nó. Đối với hứa hẹn luyện chế đan dược của Dương Bách Xuyên, Thiên Tuyệt mừng rỡ khôn xiết, vội vàng đáp ứng. Ngoài mặt người họ Dương nào đó bình tĩnh như không có chuyện gì nhưng trong lòng lại vui vẻ đến mức muốn nhảy dựng lên. Anh chuẩn bị cấy ghép toàn bộ mảnh vườn của Thiên Tuyệt vào trong không gian bình càn khôn, ở đây có một mảnh đất đai lớn để không, tin rằng trồng những linh dược này vào sẽ mang lại cho anh rất nhiều bất ngờ. Mấu chốt là nơi này có vài loại linh dược thuộc dạng hiếm thấy trong bách khoa toàn thư, đối với luyện đan sư không khác gì một kho báu, dù sao Dương Bách Xuyên có những thứ này thì không lo cần thiếu linh dược luyện đan. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, tới một khu vườn nhỏ được vây quanh bằng bạch ngọc. Thiên Tuyệt dừng lại nói, sư tổ chính là ba đóa hoa. Dương Bách Xuyên nhìn theo ngón tay của ông ta, cả người lập tức chấn động, trong lòng reo lớn, thật sự là cỏ cửu chuyển hoàn hồn. Mặc kệ là mùi hương hay dáng vẻ đều giống hệt ghi chép trong đầu anh. Hiện tại anh đã xác định 100%, đây chính là cỏ cửu chuyển hoàn hồn. Quả nhiên là ba lá ba hoa, đang nở rộ bừng bừng.
Chẳng qua ngay sau đó Dương Bách Xuyên lại tiếp tục chấn động, lúc anh nhìn xung quanh cỏ cửu chuyển hoàn hồn không ngờ lại bắt gặp một gốc linh dược khác, toàn thân đen kịt như mực, tỏa ra mùi hôi thối vô cùng khó ngửi. Điều này làm cho anh nhớ tới một loại linh dược khác trong đầu, một loại cỏ độc, cỏ huyễn ma. Cỏ huyễn ma là cỏ độc, dùng để luyện chế một loại đan dược tên là đan huyễn ma, công hiệu của loại đan dược này là món quà của người âm. Công hiệu giống như tên, sau khi chúng độc có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, mất đi ý thức và khả năng tự hỏi, rơi vào dục vọng sâu nhất trong lòng mỗi người, hoàn toàn đánh mất tâm trí. Đến lúc đó ngay cả người thân cũng không quen biết, nếu bên cạnh có người sẽ giết chết tất cả những người đó. Đan huyễn ma không cần phải nuốt xuống, trực tiếp dùng chân khí làm nổ tung, trong vòng 100 mét sẽ trúng chiêu. Đây chính là đan dược của người âm, không có phẩm cấp, công hiệu được quyết định dựa trên niên đại luyện chế linh dược. Cỏ huyễn ma có niên đại càng dài, đan huyễn ma được luyện chế ra có hiệu quả càng lớn. Khuôn mặt không chút biểu cảm, hỏi Thiên Tuyệt, vậy gốc cây màu đen kia là gì? Anh cũng không chắc Thiên Tuyệt có biết hay không. Chắc là cỏ dại, cách mấy tháng sẽ có vài cọng mọc lên, rất tanh hôi, ngửi được sẽ khiến tâm thần không ổn định. Tôi cho người nhổ hết, nhưng không thể diệt trừ tận gốc, sau đó nó lại mọc lên. Thiên Tuyệt trả lời. Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt, mặc dù cỏ huyễn ma là cỏ độc nhưng cũng là một loại linh dược hiếm thấy. Vậy mà lại bị Thiên Tuyệt nhổ. Nhưng anh cũng không định giải thích cho Thiên Tuyệt, hít một hơi thật sâu, nói Thiên Tuyệt, tôi cầm cỏ tam diệp này đi trước. Bởi vì Thiên Tuyệt không biết cỏ cửu chuyển hoàn hồn nên anh gọi nó là cỏ tam diệp hoặc cỏ ba lá. Sư tổ cứ tự nhiên, nếu coi trọng gốc cây kia cứ ngắt lấy, còn lại tôi sẽ bảo Mã Sơn sắp xếp người đào ra đưa cho sư tổ. Thiên Tuyệt rất hào phóng nói. Dương Bách Xuyên gật đầu, cũng không khách khí, nhảy vào hoa viên nhỏ đào cỏ cửu chuyển hoàn hồn ra, cũng đào luôn cỏ huyễn ma bên cạnh ra. Sau khi trò chuyện thêm vài câu với Thiên Tuyệt, anh lấy cớ phải đi về trồng trọt, phi người lên, rời khỏi Thiên Tuyệt phong. Ở giữa không trung, anh dùng ý niệm đưa cỏ cửu chuyển hoàn hồn và cỏ huyễn ma vào trong không gian hồ càn khôn. Khó trách sau khi Thiên Tuyệt nhổ đi còn mọc ra tiếp. Chỉ cần cỏ cửu chuyển hoàn hồn bất tử, cỏ huyễn ma sẽ tiếp tục sinh trưởng. Trong lòng xấu xa nghĩ, đợi sau khi trở về luyện chế đan huyễn ma, sau này gặp phải cao thủ hoặc kéo bè kéo lũ đến đánh nhau, tuyệt đối có hiệu quả. Mấy ngày sau, rất nhiều bẩm sinh của võ đang liên tiếp đến bái phỏng Dương Bách Xuyên, thật ra muốn có được một hai câu chỉ đạo của Dương Bách Xuyên, hy vọng tu vi có thể tăng lên. Không thấy Thiên Tuyệt và Trần Phong Tử sao? Nhưng đối với Dương Bách Xuyên, chuyện này không có khả năng, Thiên Tuyệt và Trần Phong Tử đều là ngoại lệ, anh không có bản lĩnh chỉ nói một câu có thể làm người đột phá thần thông. Hai ngày liên tiếp, Dương Bách Xuyên thu được rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng lại không có gì báo đáp người ta, điều này làm anh rất xấu hổ. Vì vậy tối hôm sau anh luyện đan suốt đêm, luyện chế ba lò đan tôi thể, đan dược này rất có hiệu quả với võ cổ giả, tổng cộng có 36 viên. Lại luyện chế thêm hai lò đan bồi nguyên, có 24 viên, và hai lò đan tụ khí, để lại cho bản thân một lò, còn lại đều tặng người. Đây là một lựa chọn không tồi, phí tổn nhỏ còn có thể báo đáp lại lễ vật của mọi người, có được thanh danh tốt. Kết quả ngày thứ ba sau khi đưa ra đan dược, càng nhiều người đến, người đã đến có được đan dược lần đầu, lại đến lần thứ hai, thứ ba. Chưa đến cũng nghe tin đến, tất nhiên không phải đi tay không đến, trong tay đều có thứ tốt. Điều này giúp Dương Bách Xuyên kiếm được rất nhiều tiền, bây giờ anh cảm thấy mình như một nhà giàu mới nổi. 5 ngày liên tiếp, thu được hơn 5-600 món thiên tài địa bảo. Đến ngày thứ 6 rốt cuộc cũng ít người đến, Dương Bách Xuyên cảm thấy chính mình đã éo sạch sẽ túi tiền của mọi người trong võ đang. Nhưng nói đi nói lại, anh cũng không cố tình muốn thiên tài địa bảo, mỗi một người đến bái phỏng đều dùng một câu, hiếu kính sư tổ. Dương Bách Xuyên rất cảm động. Lương tâm cũng bồn chồn, hồi báo quá lớn. Kết quả vì để lương tâm của chính mình không bứt rứt, anh lại luyện chế thêm mấy lò đan dược, nhưng so với số thiên tài địa bảo thu được, đan dược đưa đi ra ngoài chỉ như nước. Trong 6 ngày này, Dương Bách Xuyên rất dễ chịu, mỗi ngày có linh tử, linh trà uống, có thiên tài địa bảo để thu, thỉnh thoảng chỉ dạy tình huống tu luyện của Viên Tiểu Lôi, rất thoải mái. Nói đến chuyện tu luyện của Viên Tiểu Lôi, thật sự khiến Dương Bách Xuyên lau mắt nhìn.
Đứa nhỏ này có khả năng đã gặp qua không thể quên được, có thể đọc lầu lầu kiến thức truyền thừa trong vòng một canh giờ. Sau đó, ngày đầu tiên đã tu luyện kinh nguyên thần đến nhất trọng, bộc lộ ra tinh thần lực khác hẳn với người thường. Ngày hôm sau dẫn khí thành công, ngày thứ ba luyện khí kỳ tầng 1. Đến ngày thứ tư, thứ năm, cậu ta đã nắm giữ được tri thức cơ sở của luyện đan, Dương Bách Xuyên kiểm tra qua lý luận luyện đan của cậu ta, không có chút vấn đề nào, có thể luyện chế được đan tôi thể. Đến ngày thứ sáu, có thể đọc lầu lầu ly hỏa quyết, hiểu rõ tinh túy của chân hỏa quyết, bây giờ chỉ cần chờ tu luyện đến luyện khí kỳ tầng 3 thì cậu ta có thể tu luyện ra chân hỏa, lúc đó có thể luyện được. Dương Bách Xuyên đã dạy những gì có thể dạy cho Viên Tiểu Lôi, cũng gặp mặt 28 vị bẩm sinh của võ đang, tặng đan dược lễ vật. Tính toán thời gian, 3 ngày sau là ăn Tết, Dương Bách Xuyên chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, người của võ đang vừa yêu vừa hận Dương Bách Xuyên, hy vọng anh đi sớm chút, cũng hy vọng anh không rời đi. Dưới sự mâu thuẫn trong lòng, mọi người vẫn tiễn Dương Bách Xuyên đi. Hận vì Dương Bách Xuyên tồn tại khiến đệ tử võ đang lén lút đổi đồ tốt trong nhà cho hắn lấy đan dược. Hậu quả là mọi người đều rỗng túi. Yêu vì đan dược Dương Bách Xuyên đưa cho mọi người đều có tác dụng lớn với họ, làm tu vi của mọi người đều tăng lên. Có lẽ người duy nhất không có tâm lý mâu thuẫn này với Dương Bách Xuyên, chỉ hy vọng anh rời đi nhanh một chút chính là Bách Sơn. Đối với Bách Sơn, 6 ngày này thực sự là địa ngục. Chỉ cần Dương Bách Xuyên nhìn thấy thứ gì tốt thì sẽ nói cho hắn ta, làm hắn ta nghĩ cách làm ra. Kết quả Bách Sơn đắc tội với rất nhiều bẩm sinh của võ đang, ăn đánh rất nhiều mới thỏa mãn được Dương Bách Xuyên. Khổ nhất là trước khi đi Dương Bách Xuyên điểm danh làm Bách Sơn tiễn anh. Đi ra cửa sau của võ đang, Dương Bách Xuyên tạm biệt đám người thiên tuyệt, cười tủm tỉm, nhìn Bách Sơn nói, Bách Sơn đi thôi, đưa tôi một đoạn, tôi có chuyện muốn nói với ông. Bách Sơn trốn sau lưng đám người, nghe vậy câu nói này của Dương Bách Xuyên, cả người run rẩy. Mấy ngày nay, mỗi lần Dương Bách Xuyên đến tìm hắn ta đều nói những lời này, Bách Sơn, lại đây tôi có chuyện muốn nói, mỗi lần đều nói với hắn ta, tôi muốn cái này, ông đi lấy cho tôi. Vì vậy những lời này đã thành ma chú của Bách Sơn. Cố dặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, Bách Sơn do dự nói, sư tổ, tôi vừa nhớ ra tôi còn có chuyện quan trọng. Tôi đưa ngài đến đây thôi, chúc sư tổ thuận buồm xuôi gió. Dương Bách Xuyên sao lại không biết suy nghĩ của Bách Sơn, mấy ngày nay anh cố ý làm khó Bách Sơn để đùa hắn ta. Cười ha ha nói, tối qua vừa luyện chế được một loại đan dược mới, định đưa cho ông một viên, nếu ông có việc vậy bỏ đi. Nói xong Dương Bách Xuyên xoay người rời đi. Bách Sơn trốn sau đám người nghe vậy sửng sốt, sau khi lấy lại phản ứng, lớn tiếng nói, sư tổ, tôi đến đây, tôi không có chuyện quan trọng là đưa tiễn sư tổ, Bách Sơn luyến tiếc ngài đi. Mọi người bị Bách Sơn chọc cười, thật ra mấy ngày nay Bách Sơn đến tìm muốn cái này muốn cái kia, trong lòng mọi người đều biết là Dương Bách Xuyên cố ý làm khó Bách Sơn. Vì lúc Bách Sơn mời Dương Bách Xuyên đến võ đang đã không nói thật, võ đang có khoảng 28 bẩm sinh. Từ góc độ nào đó, Bách Sơn đã lừa dối Dương Bách Xuyên. Mọi người đều hiểu rõ nỗi lòng của Dương Bách Xuyên, muốn hả giận nên lúc Bách Sơn tìm mọi người muốn đổ vậy, mọi người đều cố ý làm khó, phối hợp với Dương Bách Xuyên. Trên thực tế, chỉ cần một câu của Dương Bách Xuyên, tôi muốn da gấu trắng, muốn đàn hương, mọi người có thể không cho. Ngay cả linh dược hơn ngàn năm đều cho, da gấu trắng, đàn hương có gì tiếc. Vì vậy nỗi khổ của Bách Sơn đều là mọi người phối hợp cho Dương Bách Xuyên xả giận. Chung quy là võ đang đã lừa gạt Dương Bách Xuyên, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Dương Bách Xuyên đi phía trước, Bách Sơn đi sau cầm theo hai túi đồ to, một túi là đàn hương, một túi là 10 tấm da gấu trắng, đi theo phía sau anh. Đây là thành quả Dương Bách Xuyên muốn trong 10 ngày này, vì thứ này hắn ta đã bị đánh không ít. Dương Bách Xuyên nhận lấy dược viên thiên tuyệt, danh nghĩa là luyện thành đan dược. Trên thực tế đã để hết vào không gian hồ càn khôn. Tài liệu luyện chế đan dược đều là đồ vật anh dự trữ trước. Chỉ có ngày hôm qua, lúc sắp đi Dương Bách Xuyên đã luyện chế ra một lò đan huyễn ma, không nhiều lắm, tổng cộng 6 viên. Còn có một lò đan trúc cơ cho đệ tử Vân Môn, một lò cuối cùng là tam chuyển kim đan, tổng 9 viên, cho Bách Sơn 1 viên.
mấy ngày nay cũng làm khó dễ hắn ta đủ rồi, mấy trăm cân đàn hương và 10 tấm da gấu trắng hắn ta đồng ý với anh đều đầy đủ hết. Trong lòng của Dương Bách Xuyên cũng đã nguôi giận, khen thưởng cho hắn ta một viên tam chuyển kim đan để thưởng cho sự vất vả mấy ngày nay của hắn ta. Sau khi đi được vài trăm thước, không nhìn thấy phía sau núi Võ Đang, Dương Bách Xuyên mới dừng lại nói, được rồi, đưa đến đây thôi, sau này nhớ phải nói thật cho tôi biết. Cầm viên đan dược này về bế quan dùng, tiềm lực của ông rất tốt, có thể tăng lên ít nhất 2 cấp. Nói xong ném cho Bách Sơn, cầm lấy 2 túi đồ, Dương Bách Xuyên trực tiếp bay lên, trong nháy mắt đã biến mất trong tầm mắt của Bách Sơn. Sau đó anh buộc chặt đồ lại, cất vào trong không gian hồ Càn Khôn. Đối với không gian hồ Càn Khôn, Dương Bách Xuyên rất cẩn thận, sẽ không để người khác nhìn thấy. Bách Sơn nhìn thân hình biến mất của Dương Bách Xuyên, trong tay cầm đan dược, mặt đỏ bừng nói cảm ơn sư tổ. Hắn ta biết Dương Bách Xuyên tha thứ cho mình, với hắn ta, chuyện này còn quan trọng hơn cả đan dược. Sau khi rời khỏi Võ Đang, Dương Bách Xuyên không dám chậm trễ, trực tiếp gọi taxi đi đến sân bay Võ Thành, bay đến Cố Đô. Trước khi lên máy bay, Dương Bách Xuyên chuẩn bị gọi điện thoại cho Lưu Tích Kỳ, bảo anh ta đến đón, lúc này mới nhớ đến anh để điện thoại trong không gian hồ Càn Khôn. Anh đã hình thành thói quen, mỗi lần ra cửa đều ném điện thoại vào trong hồ Càn Khôn. Lúc muốn dùng lấy ra thì thấy đã hết pin. Cười khổ, không gọi nữa, sau khi xuống máy bay rồi gọi xe cũng được. Khoảng thời gian đi ra ngoài này, anh rất yên tâm trong nhà. Bởi vì có Tửu Tiên lão đầu ở đó, chỉ cần không phải cao thủ vượt ngoài bẩm sinh, không cần phải lo lắng. Dựa theo lời của đám người Thiên Tuyệt, họ chưa bao giờ gặp tồn tại vượt ngoài bẩm sinh, ngay cả bẩm sinh tầng 9 cũng chưa thấy được mấy người. Điều lo lắng duy nhất là đám người ở công ty Vân Kỳ. Vốn định gọi điện thoại hỏi, lúc này điện thoại lại hết pin, chỉ có thể chờ sau khi xuống máy bay rồi đi thẳng đến đó. 3 giờ chiều. Anh đến Cố Đô, đi thẳng đến công ty Vân Kỳ, không đúng, dựa theo bố cục của Lưu Tích Kỳ, thời gian này, bố cục của công ty Vân Kỳ đã hoàn thành. Dã tâm của Lưu Tích Kỳ rất lớn, anh ta nói bước tiếp theo muốn châu Á hóa, thậm chí toàn cầu hóa, đến lúc đó Vân Kỳ sẽ trở thành một đế quốc thương nghiệp chân chính. Nếu người anh em đã muốn làm, vậy cho anh ta làm lớn, lúc Vân Kỳ trưởng thành lên nó sẽ trở thành thế lực bên ngoài của Vân Môn. Sinh hoạt ở thế tục không tránh khỏi sự chống đỡ của vật chất. Bây giờ Vân Môn còn rất nhỏ yếu, đệ tử trong môn phái chỉ có 10 đến 20 người, tương lai sẽ lớn mạnh hơn rất nhiều. Sự phát triển của Vân Môn không thoát được sự chống đỡ của vật chất. Hành trình đi Võ Đang lần này đã giúp Dương Bách Xuyên hoàn toàn hiểu biết cái gì gọi là nội tình của tông môn cổ xưa. Võ Đang chỉ là một tông môn lót đế trong 8 tông môn lớn, vậy những tông môn khác thì sao? Nội tình còn sâu đến mức nào, sẽ có dạng gì? Dương Bách Xuyên thực sự có chút tự ti. Ở Võ Đang, trên giường của người ta đều có một tấm da gấu trắng được gia công đặc biệt, khi ngủ sẽ có chỗ bổ ích cho thân thể. Lúc ngồi tu luyện có thể đốt đàn hương không chớp mắt, đó chính là gỗ tử đàn với giá trên trời trong mắt người thế tục. Cả tòa đại điện được chế tạo từ gỗ tử đàn, muốn so độ giàu có, giới thế tục có nhà nào so được. Vì vậy hành trình đi Võ Đang lần này, Dương Bách Xuyên đã mở rộng được tầm mắt của chính mình, Vân Môn và anh còn phải tiếp tục cố gắng. Nếu lần này không có Long Lân, có lẽ anh sẽ bị thiệt thòi lớn ở trong tay Thiên Tuyệt. Long Lân chỉ có thể tồn tại dưới phương thức đòn sát thủ, không thể dùng nhiều sẽ mất đi hiệu quả. Bởi vì tu vi của anh có hạn, nếu lúc đó Thiên Tuyệt có phòng bị chống cự lại, nói không chừng ông ta có thể thoát được Long Lân. Dương Bách Xuyên biết rõ ưu khuyết điểm khi sử dụng Long Lân. Tóm lại hành trình Võ Đang có thể tóm gọn trong 4 chữ thu hoạch bội thu. Đặc biệt là về vật chất, số thiên tài địa bảo anh mang về lần này hoàn toàn có thể giúp thực lực của người trong Vân Môn tăng lên một tảng lớn. Hơn nữa anh định cho đệ tử của Vân Môn đi ra ngoài rèn luyện, nếu luôn đứng dưới sự che chở của anh, không ai có thể trưởng thành, anh cũng cảm thấy rất mệt. Đọc vạn cuốn sách không bằng đi ngàn dặm đường, đạo lý này rất thích hợp cho người tu chân. Trong 3 đồ đệ, đại đồ đệ Độc Cô Hối sẽ được thả ra ngoài trước. Tính cách của tên nhóc này quá nóng nảy, không tính tâm tu luyện được, không bằng để cậu ta đi ra ngoài va chạm, sau khi tâm trí thành thục, cậu ta sẽ tự biết quý trọng tu luyện. Đang suy nghĩ, xe đã đi đến dưới công ty Vân Kỳ.
Lần này anh đi vào trong có người làm khó dễ, từ xa bảo vệ đã chào chủ tịch, mỉm cười đáp lại, anh đi vào thang máy. Bảo vệ lần này không phải hai người lần trước nhưng lại biết chính mình, chứng tỏ đây là kết quả sắp xếp của Lưu Tích Kỳ. Đi vào tầng 18, người làm công ở đây rất ít, hình như đã nghỉ. Vừa đi vào gặp được người quen, bí thư mà Lưu Tích Kỳ sắp xếp cho Dương Bách Xuyên, Bộ Thanh Mai. Hơn nữa anh đã không gặp Bộ Thanh Mai mấy tháng rồi, lúc trước sau khi nói làm ở văn phòng rất nhàm chán, Dương Bách Xuyên đã bảo Lưu Tích Kỳ mang theo cô nhóc này đi theo rèn luyện. Bây giờ gặp lại, đã chuyển biến rất lớn so với lúc trước. Nếu nói lúc trước Bộ Thanh Mai còn ngây ngô, vậy bây giờ Bộ Thanh Mai đã hoàn toàn thoát ly hai chữ ngây ngô, bày ra một loại khí thế thành thục, ổn trọng. Một bộ đồ công sở màu xanh đen, dưới thân lộ ra cẳng chân trắng nõn, tóc dài buộc gọn sau đầu, đi giày cao gót bước đi vững chãi. Trong tay cầm văn kiện, vừa đi vừa nhìn, vô cùng nghiêm túc. Mỗi một chỗ trên cơ thể đều lộ ra sự dụ hoặc. Làm cho họ Dương nào đó nuốt nước bọt trong vô thức, nói thầm trong lòng, cô nhóc này càng ngày càng có hương vị. Bộ Thanh Mai cúi đầu đi đường, hồn nhiên không chú ý đến phía trước xuất hiện một người, đầu đụng phải người đó. Ai ui! Giày cao gót bị trật, kinh sợ hô lên, nơi ngã xuống là một cái bàn làm việc, nếu đụng phải không vỡ đầu chảy máu cũng chảy ra. Nhưng lúc này có một bàn tay rắn chắn đỡ lấy eo cô. Trong nháy mắt, thân thể của Bộ Thanh Mai run lên. Mùi hương quen thuộc chui vào xoang mũi, cô vĩnh viễn không quên được hơi thở nam tính này. Là anh ấy, Bộ Thanh Mai chợt nhớ đến một người. Quả nhiên bên tai truyền đến âm thanh của người đàn ông khiến cô mơ mộng mỗi đêm, vĩnh viễn không thể nói thành lời. Mỗi ngày cô đều mong chờ anh có thể xuất hiện ở công ty, đáng tiếc chờ thất bại. Lần trước anh đến nhưng đáng tiếc lúc đó cô đi công tác không ở, bỏ lỡ cơ hội gặp mặt anh. Sau khi thân thể bị đỡ lấy, Bộ Thanh Mai thấy rõ khuôn mặt của anh, quả nhiên là anh. Va đầu vào người anh, suýt chút nữa đâm vào bàn, sau đó bị anh đỡ. Tình huống này làm Bộ Thanh Mai nhớ lại trường hợp lần đầu đến Vân Kỳ phỏng vấn. Lần đó ở toilet, suýt chút nữa cô trượt chân va vào bồn rửa tay, anh cũng dùng cánh tay rắn chắc ấy đỡ cô. Xuyên phận sao? Bộ Thanh Mai biết cô không xứng với anh, nhưng lại không nhịn được nghĩ đến anh. Người đàn ông đã thay đổi vận mệnh của cô. Từ lòng cảm ơn, sau đó dần dần trong đầu bị thân hình của anh lấp đầy, không vứt đi được. Bộ Thanh Mai đã bị mất ngủ trong một thời gian rất dài, sau đó cô biết cô thích anh. Nhưng cô cũng biết mình không xứng với anh có vị hôn thê, bên cạnh cũng không thiếu hồng nhan tri kỷ, cô không xứng xách giày cho bọn họ. Nhưng, thích là thích, không ngăn cản được việc cô yêu thầm anh, thích anh, nhờ anh. Bộ Thanh Mai biết nếu không có người đàn ông này, có lẽ cả đời này cô chỉ là một cô gái nông thôn bình thường, vất vả mưu sinh trong đô thị lớn. Không có anh, cô sẽ không trở thành một bí thư của tập đoàn Vân Kỳ nổi tiếng Hoa Hạ, thống lĩnh toàn bộ phòng bí thư của tập đoàn Vân Kỳ, trực tiếp nghe lệnh của Tổng Giám Đốc Lưu và anh. Địa vị cao trong tập đoàn Vân Kỳ, mỗi một người phụ trách một chuyên ngành đều phải cung kính kêu cô một tiếng bí thư bộ. Nửa tháng trước tập đoàn hoàn thành bố cục, Tổng Giám Đốc Lưu tìm riêng cô, cho cô đảm nhiệm phụ trách khu vực Mado. Đây sẽ là địa vị cao nhất của cô khi làm ở Vân Kỳ, nhưng cô từ chối. Vẫn thích công tác bí thư này hơn. Bởi vì ngay từ đầu cô là bí thư của anh, đến bây giờ vẫn vậy. Vì vậy Tổng Giám Đốc Lưu đã cho cô vị trí thống lĩnh toàn bộ phòng bí thư của tập đoàn Vân Kỳ, trực tiếp phụ trách anh ta và các giám đốc khác. Không nghĩ đến hôm nay cô lại va đầu vào lòng ngực của người đàn ông khiến cô không ngủ yên, nhìn khuôn mặt quen thuộc của anh, nhìn nụ cười như ánh mặt trời của anh làm tim cô đập loạn. Đây là mơ ư? Nếu là mơ vậy đừng tỉnh lại. Bộ Thanh Mai nhìn người đàn ông ôm mình, nói. Dương Bách Xuyên ôm Bộ Thanh Mai trong ngực, hai tay cảm nhận được cảm giác thoải mái truyền đến từ trên người cô, nhìn dáng người là lướt của cô, trong lòng không nhịn được nói, đã trưởng thành một người phụ nữ rồi, càng đổi càng đẹp. Phía đối diện hai người có một người khác bước đến, Dương Bách Xuyên vội vàng nâng cô dậy, cười nói, nhóc bộ, không quen biết tôi nữa hả? Lúc này Bộ Thanh Mai như vừa tỉnh dậy từ trong mơ, sắc mặt đỏ bừng, vội nói, chủ tịch. Hử, cô gọi tôi là gì? Họ Dương nào đó ra vẻ tức giận. À, anh Xuyên,
Bộ Thanh Mai đỏ mặt nói, lúc trước Dương Bách Xuyên bảo cô gọi như vậy, có vẻ rất thân thiết, cô cũng rất vui. Dương Bách Xuyên cho cô kêu anh là anh Xuyên, chứng tỏ trong lòng anh còn nhớ đến cô. Lúc này mới đúng, công tác còn ổn chứ? Đã lâu không gặp cô, Dương Bách Xuyên cười ha ha nói. Rất tốt, cảm ơn anh Xuyên quan tâm, Bộ Thanh Mai dịu dàng nói. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, Thiết Tổng Giám Đốc Lưu có ở công ty không? Dương Bách Xuyên thuận miệng hỏi. Tổng Giám Đốc Lưu đưa chị Lục và chị Độc cô đi ra sân bay rồi. Bộ Thanh Mai nói. Dương Bách Xuyên sửng sốt nói, ai? Cô nói là Độc cô vô tình. Đúng vậy, sắp cuối năm, chị Độc cô nói phải về quê tế tổ, vì vậy Tổng Giám Đốc Lưu và chị Lục đã đưa chị ấy đi. Sau khi nói xong còn bổ sung thêm, nếu không anh Xuyên đi đến văn phòng uống trà, có lẽ Tổng Giám Đốc Lưu cũng sắp trở về. Nghe Bộ Thanh Mai nói, Dương Bách Xuyên gật đầu, nói, tôi đến chậm một bước, xem ra, chúng tôi bỏ lỡ trên đường. Cũng được, đi thôi, đi đến văn phòng của tôi, nói cho tôi nghe tình hình sắp tới. Văn phòng tầng 19, tầng cao nhất của công ty được để lại cho Dương Bách Xuyên, theo lời của Bộ Thanh Mai, trong khoảng thời gian này cũng chỉ có Lục Tuyết Hy và Độc Cô Vô Tình ở, nếu không Lưu Tích Kỳ sẽ cấm tất cả mọi người bước vào tầng 19. Tất nhiên Bộ Thanh Mai là ngoại lệ. Bởi vì trên danh nghĩa cô là bí thư của Chủ tịch Dương Bách Xuyên, văn phòng tầng 19 được mở ra cho cô, ngày thường cô cũng ở tầng 19 làm công. Lúc hai người đi vào thang máy, công nhân gặp được cũng cung kính chào hỏi Bộ Thanh Mai, gọi một tiếng bí thư. Có Dương Bách Xuyên bên cạnh làm cho Bộ Thanh Mai hơi xấu hổ, khuôn mặt ửng hồng. Dương Bách Xuyên cười ha ha nói, được đó, xem ra bộ bí thư ở Vân Kỳ rất tốt, chúc mừng. Anh Xuyên, giọng nói mềm mại của cô gái nhỏ vang lên. Xương cốt của họ Dương nào đó mềm ba phần. Nói thầm trong lòng, cô nhóc này càng ngày càng quyến rũ. Cũng đúng, trong một năm này Bộ Thanh Mai đã biến hóa rất lớn từ diện mạo đến khí chất. Đứng ở vị trí cao của tập đoàn Vân Kỳ, trên người dần dần nhiễm khí chất của người đứng trên, ở trong mắt của Dương Bách Xuyên, cô nhóc này chứa đầy sự quyến rũ. Nói xong hai người đi ra khỏi thang máy, sau khi Bộ Thanh Mai pha trà cho Dương Bách Xuyên, ngồi xuống vị trí đối diện với anh. Dương Bách Xuyên nhìn cô hỏi, trong khoảng thời gian này Vân Kỳ có chuyện gì không? Công ty phát triển rất thuận lợi, nửa tháng trước đã hoàn thành bố cục cả nước, đi vào quỹ đạo, không xảy ra chuyện gì. Bộ Thanh Mai giải thích, nói. Không có việc gì là được, Dương Bách Xuyên chỉ quan tâm đến vấn đề an toàn của mọi người, nếu không có việc gì. Sau khi Lưu Tích Kỳ và Lục Tuyết Hy trở về, anh sẽ về quê ăn Tết với bà nội. Nghĩ đến Liễu Linh Linh liền nghĩ đến Lâm Hoan, hôm nay đến hình như không nhìn thấy cô, hỏi Bộ Thanh Mai, Lâm Hoan có ở đây công ty hay không? Bộ Thanh Mai nói, hôm nay giám đốc Lâm về nhà, trong khoảng thời gian này cô ấy rất bận, vừa mới rảnh rỗi. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ vẻ đã biết, cầm điện thoại di động sạc pin, chuẩn bị gọi điện thoại cho Lâm Hoan đón cô về ăn Tết. Sạc điện thoại di động, Dương Bách Xuyên uống trà, nhìn Bộ Thanh Mai nói, hình như công ty đã nghỉ, tại sao cô không về nhà? Em vẫn còn công tác, chờ buổi chiều hôm sau về cũng không muộn, dù sao nhà gần. Tổng Giám Đốc Lưu còn đặt xe cho em không vội, công ty vừa mới thành lập, tập đoàn còn rất nhiều chuyện phải làm. Bộ Thanh Mai nghiêm túc nói, đối với công tác thay đổi vận mệnh của mình, cô rất tận tâm. Lúc trước một quyết định của Dương Bách Xuyên đã làm thay đổi vận mệnh của cô, bây giờ cô có phòng có xe ở Cố Đô, lại còn làm ở vị trí cao trong tập đoàn Vân Kỳ, cái gì cũng không thiếu. Cô còn tu sửa lại nhà ở quê, học phí của em trai cũng không cần lo lắng, Bộ Thanh Mai rất biết ơn Dương Bách Xuyên, vì vậy rất cố gắng trong công tác. Lúc đi theo Lưu Tích Kỳ, cô rất nghiêm túc nỗ lực học tập, chuyện đầu tiên khi về đến nhà không phải tắm rửa mà là sửa soạn phân tích lại công tác một ngày. Sau đó còn học khóa học thương nghiệp vào cuối tuần. Trong một năm này, cô gần như không coi chính mình là phụ nữ, luôn liều mạng công tác, mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng. Sự cố gắng của cô đã được Lưu Tích Kỳ tán thành, đạt được thành tựu trở thành bí thư đứng đầu của tập đoàn Vân Kỳ. Công tác nhưng cũng đừng quá đua, thân thể quan trọng, sớm trở về đoàn tụ cuối năm với gia đình đi, năm sau cô đến quê của tôi sẽ bảo Lục Tuyết Hy sắp xếp một công tác khác cho cô. Dương Bách Xuyên nghĩ lại các phương diện của cô nhóc này cũng không tồi, bây giờ cũng đã đứng trong hàng ngũ cao cấp của Vân Kỳ,
muốn giữ lại người tài phải giải quyết vĩnh viễn nỗi lo về sau. Biện pháp tốt nhất là thu bộ Thanh Mai vào Vân Môn. Chỉ có trở thành người tu chân, tầm mắt của cô trở nên rộng lớn mới có thể ở lại Vân Kỳ. Một phương diện khác, khi anh dùng linh thức xem xét qua, không ngờ bộ Thanh Mai lại có linh căn song thuộc tính thủy mộc, là một mầm tu chân không tồi, Vân Môn muốn phát triển, người tài là gốc rễ. Hơn nữa bộ Thanh Mai và anh cũng coi như đã quen biết từ lâu, sau khi đưa cô vào Vân Môn anh sẽ để Lục Tuyết Hy dạy cô. Đến lúc đó cô có nguyện ý hay không thì xem bản thân cô. Nhưng Dương Bách Xuyên không nghĩ đến, sau khi nghe anh nói xong, bộ Thanh Mai tái nhợt lại, trở nên rất hoảng loạn, hai mắt đỏ bừng, mở miệng nói, anh Xuyên, có phải em làm sai chỗ nào hay không? Anh không cần em. Dương Bách Xuyên sửng sốt, sau khi lấy lại phản ứng, biết bộ Thanh Mai hiểu lầm, cười khổ nói, cô nghĩ cái gì vậy? Tôi nói là cho một công tác khác, chưa nói cô không cần công tác ở Vân Kỳ, tương đương sau này cô phải gánh vác hai phần công tác, nhưng một công tác khác không ảnh hưởng đến bên Vân Kỳ. Hiện tại anh không định nói chuyện tu chân cho cô biết. Bộ Thanh Mai thật sự hiểu lầm, cô còn tưởng rằng Dương Bách Xuyên không cần cô, nghe thấy Dương Bách Xuyên giải thích mới thở ra một hơi. Dương Bách Xuyên bảo cô làm công tác gì cũng được, chỉ cần có thể nhìn thấy anh. Lúc này bộ Thanh Mai đỏ mặt nói, anh Xuyên, em nghe theo sắp xếp của anh. Vậy mới đúng, được rồi, cô yên tâm, chỉ cần cô còn công tác ở Vân Kỳ, không ai đuổi cô đi. Hơn nữa công tác thứ hai tôi vừa nói, đối với cô có thể đây là cơ duyên lớn, cũng là một bài kiểm tra lớn. Tóm lại năm sau cô đến quê tôi tìm Lục Tuyết Hy, cô ấy sẽ nói cho cô. Dù sao Dương Bách Xuyên có ấn tượng không tồi về bộ Thanh Mai, cũng hy vọng cô có thể đi vào Vân Môn, trở thành một phần của Vân Môn. Sau đó Dương Bách Xuyên nhìn thấy bộ Thanh Mai hít một hơi thật sâu, mặt đỏ bừng, giống như lấy hết dũng khí toàn thân, nói ra tiếng nhỏ như mũi kêu, anh Xuyên, công tác thứ hai có thể thường xuyên nhìn thấy anh hay không? Thính lực của Dương Bách Xuyên rất lợi hại, âm thanh nhỏ như ruồi mũi của người khác, làm sao Dương Bách Xuyên lại không nghe thấy? Không lẽ cô nhóc này thích mình? Trong lòng người nào đó rất vui vẻ, xem ra sức quyến rũ của mình chỉ tăng không giảm. Nói thật Dương Bách Xuyên chỉ coi bộ Thanh Mai như bạn bè, cảm thán sự biến đổi từ dáng người diện mạo của cô cũng chỉ xuất phát từ phản ứng bản năng của một người đàn ông, cũng không nghĩ đến chuyện xảy ra quan hệ phong hoa tuyết nguyệt gì với cô. Nhưng bị người thích cũng rất sướng. Về điểm này, nam hay nữ đều giống nhau. Cười ha ha nói, nếu không đi ra ngoài tôi sẽ ở nhà thường xuyên, có thể thường xuyên nhìn thấy tôi. Tâm tình hư vinh của họ Dương nào đó được thỏa mãn, cho bộ Thanh Mai một đáp án. Bộ Thanh Mai vui vẻ nói, vậy em đồng ý. Cô cũng chưa hỏi rõ là công tác gì đã đồng ý luôn. Trong suy nghĩ của cô, có thể thường xuyên nhìn thấy người mình thích là một loại thỏa mãn, cũng không dám xa cầu quá nhiều. Dương Bách Xuyên đảo mắt, nở nụ cười xấu xa, chuẩn bị chọc ghẹo cô nhóc này. Trước kia anh cũng không thiếu ghẹo cô. Nhóc bộ thích tôi hả? Ý cười của Dương Bách Xuyên tràn đầy đáy mắt. Vâng, bộ Thanh Mai cúi đầu ừ một tiếng, nhưng sau đó cô phát hiện mình nói lỡ, vội vàng nói a, không, không không, là. Cô không thích sao? Trong âm thanh của người nào đó tràn đầy tiếc nuối, nói một câu. Bộ Thanh Mai càng hoảng loạn, thích thích, em, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh đã thích. Sau khi nói ra, trong lòng của bộ Thanh Mai rất nhẹ nhõm như vừa thả được một cục đá xuống, không hoảng loạn thả lòng tâm. Cuối cùng ngước mắt, nhìn Dương Bách Xuyên, ánh mắt kiên định nói, anh Xuyên, anh thật sự rất thích anh, từ lúc em đến Vân Kỳ phỏng vấn, em suýt ngã ở toilet được anh đỡ. Sau đó anh còn cho em một phần công tác này đã thay đổi vận mệnh của em, từ đó về sau em rất biết ơn anh. Mỗi ngày muốn tìm anh mời một bữa cơm cảm ơn anh, nhưng không có cơ hội. Sau đó trong lòng em luôn nghĩ đến anh, nghĩ muốn mời anh ăn cơm để cảm ơn. Cuối cùng trong đầu em đều là hình bóng của anh, dần dần em phát hiện mình thích anh, em, mỗi ngày đều rất nhớ anh, nhưng em cũng biết mình không xứng với anh, nhưng thích là thích, em chỉ muốn nói cho anh biết. Sau khi nói xong, bộ Thanh Mai nhìn Dương Bách Xuyên, trong ánh mắt vô cùng kiên định. Nhưng trong lòng cô vô cùng thấp thỏm, đây là lần đầu tiên cô thổ lộ với một người đàn ông, trong lòng rất lo lắng. Nếu anh từ chối, không biết cô có thể thừa nhận nổi kết quả hay không. Dù sao cô đã nghẹn những lời này ở trong lòng rất lâu rồi,
hôm nay cũng coi như được thỏa mãn ý nguyện, lấy hết can đảm nói ra. Dương Bách Xuyên nghe thấy Bộ Thanh Mai nói, cả người chấn động. Anh chỉ định chọc ghẹo Bộ Thanh Mai chút, không nghĩ đến cô thật sự thích chính mình, quan trọng hơn, Bộ Thanh Mai thổ lộ với anh. Trời ạ, không ngờ mình cũng có ngày được phụ nữ tỏ tình. Trong lòng rất vui mừng, nhưng Dương Bách Xuyên cũng rất mờ mịt. Đùa là đùa, nhưng nếu là thật, anh lại không biết làm gì. Mấy người phụ nữ bên cạnh còn chưa làm rõ ràng, không lẽ lại thêm một người. Lần đầu tiên Dương Bách Xuyên bại trận dưới cái nhìn chăm chú của một người phụ nữ, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Bộ Thanh Mai, chột dạ rời mắt đi. Sau đó cố ý che giấu lúng túng nói, khụ khụ, nhóc Bộ, cô cũng biết nói đùa. Anh không dám trêu chọc phụ nữ, hơn nữa anh cũng chưa xác định được chính mình có phải thích hoặc yêu Bộ Thanh Mai hay không. Nếu không phải sẽ hại con gái nhà người ra, suy nghĩ một lúc lấy phương thức nói đùa chuyển đề tài. Nhưng những lời này của anh lại không nghĩ đến cảm nhận của Bộ Thanh Mai. Một người phụ nữ thổ lộ với một người đàn ông cần bao nhiêu dũng khí. Sau đó Bộ Thanh Mai cười, nói, đúng vậy, anh Xuyên, em chỉ nói đùa thôi, dọa đến anh rồi hả, ha ha. Dương Bách Xuyên thở ra một hơi nhẹ nhõm, nói, hơi bị dọa một chút. Anh nói đến đây, ngẩng đầu, lại nhìn thấy trên mặt của Bộ Thanh Mai mang theo ý cười nhưng trên mặt đã rơi đầy nước mắt, cô muốn lau khô nước mắt, nhưng lại không thể ngăn được. Lúc này Dương Bách Xuyên mới ý thức được, hình như lời nói của mình đã tổn thương con gái nhà người ta. Đột nhiên anh không biết phải làm sao. Đối với Bộ Thanh Mai, hai chữ nói đùa của Dương Bách Xuyên có nghĩa là anh không có chút tình cảm nào, đột nhiên cô nghĩ đến, anh là nhân vật cỡ nào cơ chứ? Làm sao có thể tiếp thu được một cô gái đến từ nông thôn như cô, mỗi một người phụ nữ ở bên cạnh anh đều vượt qua cô rất nhiều. Một câu nói uyển chuyển của Dương Bách Xuyên cũng ở bên trong dự đoán của cô, cũng nằm ngoài dự đoán. Trong lòng Bộ Thanh Mai cũng không quá xa cầu, chỉ muốn nói ra hai chữ thích anh. Nhưng đạo lý là đạo lý, nghe thấy lại là một chuyện khác. Lần đầu tiên trong cuộc đời thổ lộ bị từ chối, đối với một cô gái như cô, trong lòng rất khó chịu, tạm thời không thể tiếp thu ngay được, cảm giác trong lòng nghẹn đắng, rất khổ sở. Cô muốn lau đi nước mắt, nhưng càng lau càng nhiều, không ngăn được nó chảy xuống. Dương Bách Xuyên không thể chịu được khi gặp con gái khóc, nhìn thấy Bộ Thanh Mai khóc trong im lặng, có chút luống cuống, nhóc Bộ, cô nghe tôi nói, cái đó. Anh Xuyên, đừng nói nữa, em biết em đã làm phiền anh, rất xin lỗi. Nói xong Bộ Thanh Mai đứng dậy muốn chạy ra ngoài. Tao nghiệt mà, Dương Bách Xuyên kêu rên trong lòng, đứng dậy duỗi tay cầm lấy tay của Bộ Thanh Mai, lôi kéo lại. Bộ Thanh Mai mất trọng tâm, rơi vào trong lòng ngực của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên bị Bộ Thanh Mai bừng tỉnh, nói, nằm một chút nữa. Không được, chị Lục và Tổng Giám Đốc Lưu sắp trở lại rồi. Nói xong, cô run rẩy khóe miệng, bắt đầu mặc quần áo vào. Vừa phá thân xong trên người rất đau. Dương Bách Xuyên cười ha ha, bàn tay của anh áp lên người cô, vận chuyển chân khí, hóa giải đau đớn giúp cô, bên ngoài trời đã tối, vừa nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối. Nghĩ lại cũng dậy mặc quần áo, mấy tiếng, Lưu Tích Kỳ cũng sắp trở lại, chuẩn bị đi xuống tầng tìm hai người bọn họ. Hai người mặc xong quần áo, nhìn nhau cười, trên mặt của Bộ Thanh Mai tràn đầy ngọt ngào hạnh phúc. Cuối cùng cô cũng hoàn thành ước nguyện, luôn coi Dương Bách Xuyên làm nam thần trong mộng, bây giờ cũng coi như đã bắt được nam thần. Dương Bách Xuyên cầm điện thoại khởi động máy, vừa bật lên tin nhắn không ngừng vang lên. Nhìn từng dòng tin nhắn, chỉ biết lắc đầu cười khổ, hơn nửa là người nhà nhắn đến, hỏi khi nào anh về nhà ăn Tết, em gái anh còn nhắn bà nội ra lệnh tối 30 còn chưa về vậy đừng trở lại nữa. Tin tức cuối cùng là của Lưu Tích Kỳ, nhắn hơn 2 tiếng trước. Trong đó chỉ có một câu, nhóc Xuyên, chú ý thân thể. Tin tức này làm Dương Bách Xuyên rất xấu hổ, anh biết chắc chắn sau khi Lưu Tích Kỳ trở về, người trong công ty nói anh đã đến, sau đó cậu ta lên tầng 19 tìm anh, kết quả có lẽ nghe được âm thanh không phù hợp với trẻ em nên không quấy rầy. Anh chỉ nhắn lại một câu, tôi biết rồi. Hai người đi xuống tầng, nhìn thấy ánh đèn sáng lên trong phòng của Lưu Tích Kỳ, Dương Bách Xuyên biết cậu ta đang đợi mình. Gõ cửa nghe thấy âm thanh của Lưu Tích Kỳ, mời vào. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, bảo Bộ Thanh Mai đi vào cùng anh,
Nhưng Bộ Thanh Mai chỉ đỏ mặt nói, em không đi vào, đứng bên ngoài chờ mọi người. Dương Bách Xuyên biết có lẽ cô nghĩ đến vấn đề Lưu Tích Kỳ và Lục Tuyết Hy trở về nên xấu hổ, cười nói, đi thôi, từ hôm nay em chính là người phụ nữ của anh, không có người dám chê cười em. Những lời này làm thân thể của Bộ Thanh Mai run lên. Thật ra cô cũng không quá cầu mong gì nhiều, nhưng Dương Bách Xuyên lại cho cô một hứa hẹn. Bây giờ để cô đi gặp người anh em thân thiết nhất của anh, Lưu Tích Kỳ, đây chính là minh chứng tốt nhất. Nhẹ giọng lên tiếng, đi theo phía sau Dương Bách Xuyên. Đẩy cửa ra, Dương Bách Xuyên nhìn thấy mọi người, hơi sửng sốt. Chỉ thấy Lưu Tích Kỳ và Hách Mỹ Lệ công thêm Trương Thiến đang thảo luận gì đó ở khu làm công, còn Lục Tuyết Hy đang ngồi ở một góc nhìn tạp chí thời trang. Dương Bách Xuyên và Bộ Thanh Mai đi đến, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía hai người bọn họ. Trên thực tế, hai tiếng trước, sau khi Lưu Tích Kỳ và Lục Tuyết Hy trở về, nghe người trong công ty nói Dương Bách Xuyên ở tầng 19, trong lòng nghĩ cũng đúng lúc, dẫn theo giám đốc nhân sự Hách Mỹ Lệ, giám đốc xã giao Trương Thiến, bốn người đi lên tầng 19 tìm anh. Công ty truyền hình cùng một lúc, cũng nên nói cho Dương Bách Xuyên, nghe xem ý kiến của anh như thế nào. Mặc dù Dương Bách Xuyên nói mặc kệ chuyện công ty, nhưng Lưu Tích Kỳ cảm thấy cũng nên nói qua chút tình huống cho Dương Bách Xuyên, làm người anh em biết. Kết quả, bốn người vừa đi đến tầng 19, đứng ở cửa nghe thấy từng đợt âm thanh không phù hợp với trẻ em, sau đó bốn người lại trở về ngay lập tức. Bây giờ nhìn thấy Dương Bách Xuyên và Bộ Thanh Mai, ánh mắt của mọi người đều rất nghiền ngẫm. Dương Bách Xuyên có chút sững người, nói ánh mắt này của mọi người là có ý gì. Trong lòng biết rõ ánh mắt nghiền ngẫm của bọn họ là gì, nhưng Dương Bách Xuyên lại giả vờ không hiểu. Nhưng không nghĩ đến Lưu Tích Kỳ cười ha ha, nói ra một câu suýt chút nữa làm anh ngã quỵ gối xuống đất. Chỉ nghe thấy Lưu Tích Kỳ cười tủm tỉm nói, nhóc Xuyên đau thắt lưng sao. Vẻ mặt Dương Bách Xuyên đầy vạch đen, chỉ muốn lao vào bóp chết anh ta, anh đi về phía trước nghiến răng nghiến lợi nói, lăn đi. Lưu Tích Kỳ cực kỳ vui vẻ, đang định trêu chọc Dương Bách Xuyên thêm thì lại thấy Bộ Thanh Mai đang đi theo sau với gương mặt đỏ bừng, vừa rồi anh chỉ mải trêu đùa Dương Bách Xuyên nên không hề chú ý tới Bộ Thanh Mai đang trốn ở sau lưng cậu ta. Lúc này anh mới ý thức được bản thân đã lỡ lời, dù sao thì ra mặt con gái cũng mỏng, nhất thời lúng túng. Anh giấu đầu hở đuôi nói, gì nhỉ, ý tôi là cậu ngồi máy bay cả ngày có mệt không? Lưu Tích Kỳ muốn cứu vớt tình hình, nhưng sau khi nói xong, anh lại cảm thấy lời của mình có gì đó sai sai, dứt khoát không nói nữa, nếu tiếp tục thì chỉ càng thêm mất lòng Bộ Thanh Mai, sau này bên cạnh nhóc Xuyên lại có thêm một người, tất cả bọn họ đều không thể đắc tội được. Chào Chủ tịch! Trương Thiến và Hách Mỹ Lệ cũng không dám trêu chọc tới Dương Bách Xuyên. Hai người vội vàng đứng dậy chào hỏi. Ngồi, ngồi đi, mọi người cứ nói chuyện, tôi qua bên kia uống trà. Dương Bách Xuyên cũng mỉm cười với hai người họ, anh chỉ vào chỗ Lục Tuyết Hy đang ngồi trong góc. Hiện giờ, Trương Thiến và Hách Mỹ Lệ cũng xem như là thành viên chủ chốt ở Vân Kỳ, hai người họ đều có địa vị riêng trong tập đoàn. Hách Mỹ Lệ thì không cần phải nói, cô đã đồng hành cùng công ty từ lúc thành lập, còn là người mà Liễu Linh Linh giới thiệu tới. Hiện tại cô đã là giám đốc nhân sự của tập đoàn. Còn chị em tốt của Bộ Thanh Mai Trương Thiến, cô ta là một người phụ nữ có dã tâm, trước kia làm việc ở quầy lễ tân, hiện tại cũng trở thành giám đốc quan hệ công chúng của Cố Đô, cũng xem như là tu thành chính quả. Giờ phút này, trong lòng Trương Thiến rất phức tạp, loại phức tạp này là cho Bộ Thanh Mai. Nhắc tới trước kia khi tới Vân Kỳ phỏng vấn, thật ra lúc đó cô chỉ đi cùng Bộ Thanh Mai. Sau này Bộ Thanh Mai tình cờ gặp được chủ tịch trẻ tuổi Dương Bách Xuyên, xem như là một bước lên mây xác định quan hệ với Dương Bách Xuyên. Còn bản thân Trương Thiến thì sao? Sau khi biết được thân phận Dương Bách Xuyên là chủ tịch của Vân Kỳ, cô cũng quyết định tới công ty này, cô là một người phụ nữ có dã tâm, Dương Bách Xuyên cũng biết ngay từ lần đầu tiên gặp Trương Thiến. Vậy nên mới sắp xếp cho Trương Thiến làm công việc lễ tân, có dã tâm nhưng lại thể hiện quá rõ ràng. Chỉ cần mài dũa là có thể trọng dụng. Sau này, sự thật đã được chứng minh, Trương Thiến đã làm được, Lưu Tích Kỳ sắp xếp cho cô ở bộ phận công chúng đã đóng một vai trò rất lớn. Sau khi Vân Kỳ thành lập tập đoàn, cô cũng xem như là từng bước trở thành giám đốc quan hệ công chúng ở Cố Đô. Nhưng hôm nay, trong lòng Trương Thiến lại cực kỳ hâm mộ ghen ghét với chị em tốt Bộ Thanh Mai của mình.
không có lý do gì khác, chỉ vì Bộ Thanh Mai trở thành người phụ nữ của Dương Bách Xuyên. Hôm nay đi tới tầng 19 thì nghe được âm thanh khác thường, cô biết Dương Bách Xuyên đã chiếm được Bộ Thanh Mai. Lăn lộn ở Vân Kỳ lâu như vậy, Trương Thiến rất để ý tới Dương Bách Xuyên, cô biết rõ hơn ai hết Dương Bách Xuyên có thân phận và địa vị như thế nào. Từ tận đáy lòng, cô cũng muốn dựa vào bóng cây đại thụ này, đáng tiếc trước kia cô đã từng nháy mắt với Dương Bách Xuyên nhưng anh không hề gọi điện, cũng không có chút hứng thú nào. Đều là con gái với nhau, Trương Thiến cho rằng gương mặt và vóc dáng của mình không hề thua kém Bộ Thanh Mai, nhưng cô không hiểu vì sao Bộ Thanh Mai có thể bò lên giường của Dương Bách Xuyên, còn cô thì không. Cô hâm mộ ghen tị với Bộ Thanh Mai, trong lòng cô hiểu rõ, từ nay về sau cô và Bộ Thanh Mai không phải là người ở cùng một thế giới nữa. Hai người cùng trường cùng quê, hơn nữa còn là chị em tốt. Nhưng khoảng cách giữa hai người lại lớn như vậy, nhìn thấy sau khi Bộ Thanh Mai bị Lưu Thích Kỳ và Dương Bách Xuyên trêu chọc, hai má ửng hồng, ánh mắt còn tràn đầy ngọt ngào, Trương Thiến lại không tự chủ được mà ghen ghét Bộ Thanh Mai. Dựa vào cái gì? Ban đầu là tôi dẫn cô tới phỏng vấn, nhưng vì sao Bộ Thanh Mai có thể leo lên giường Dương Bách Xuyên, trở thành một trong những bà chủ của tập đoàn Vân Kỳ, còn tôi vẫn phải liều mạng ở bộ phận quan hệ công chúng. Phải làm trái lương tâm tiếp một tên béo bụng phệ, trong đầu ông ta chỉ toàn là dâm tục. Bịt lỗ mũi uống từng ly rượu một, uống xong thì chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo. Dựa vào cái gì mà Bộ Thanh Mai tuổi còn trẻ đã có thể giữ chức thư ký trưởng của Vân Kỳ, phụ trách bộ phận thư ký của cả tập đoàn, hiện tại còn trở thành người phụ nữ của Dương Bách Xuyên, sau này tôi nên cư xử với cô thế nào đây? Tâm trạng Trương Thiến hết sức phức tạp, trong đầu cô chỉ tập trung vào loại ghen ghét đố kỵ này, Lưu Tích Kỳ đã bàn giao công việc xong từ lúc nào nhưng cô lại không nghe lọt nổi một chữ. Mãi cho tới khi Hách Mỹ Lệ bên cạnh huých cô một cái thì cô mới chịu tỉnh mộng. Lúc này, cô nhớ lại lời của Lưu Tích Kỳ, hai người giới thiệu ngắn gọn tình hình của tập đoàn cho chủ tịch biết, tôi xử lý tài liệu một chút. Nghe Lưu Tích Kỳ nói như vậy, Trương Thiến không tự chủ được nhìn về phía Dương Bách Xuyên đang ngồi nói chuyện với Lục Tuyết Hy ở trong góc, sau đó cô lại nhìn Bộ Thanh Mai ngọt ngào ngồi cạnh Dương Bách Xuyên, Trương Thiến thầm nảy sinh một tia ác độc, Trương Thiến tôi không thua kém Bộ Thanh Mai cái gì, cô có thể bò lên giường của Dương Bách Xuyên thì tôi cũng có thể, bà đây cũng muốn ngủ với Dương Bách Xuyên. Địa vị của cô nhất định phải ngang bằng với Bộ Thanh Mai. Trong nháy mắt, trong lòng của người phụ nữ này đã xảy ra một sự thay đổi bất thường, cô ta âm thầm thề nhất định phải ngủ được với Dương Bách Xuyên. Đây là sự bành trướng của dã tâm và ham muốn, cũng là bản tính thích so sánh của phụ nữ. Đương nhiên loại so bì ghen tị này, nếu như cô và Bộ Thanh Mai không hề quen biết thì sẽ không sao, nhưng hai người không chỉ biết nhau mà còn là quan hệ bạn thân. Đây là công việc cô và Bộ Thanh Mai cùng tìm, hai người cũng vào Vân Kỳ cùng một ngày, nhưng quan hệ địa vị phát triển lại khác nhau, đây chính nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự thay đổi lớn của Trương Thiến lúc này. Trương Thiến thầm nhủ, từ giờ phút này trở đi cô phải nắm bắt mọi cơ hội để tiếp cận Dương Bách Xuyên. Ví dụ như hiện tại, Lưu Tích Kỳ yêu cầu cô báo cáo công việc cho Dương Bách Xuyên. Khoảnh khắc Trương Thiến đứng dậy, khi cô và Hách Mỹ Lệ cùng đi về phía Dương Bách Xuyên. Trên gương mặt cô đã nở một nụ cười rực rỡ. Có điều, ngay lập tức Dương Bách Xuyên đã dội cho cô một chậu nước lạnh. Hai người đừng báo cáo nữa, tôi không có hứng thú nghe chuyện của công ty, ngày kia là Tết Nguyên Đán rồi, mau thu dọn đồ đạc về nhà ăn Tết đi, Tổng Giám Đốc Lưu không cho hai người nghỉ thì tôi cho nghỉ, ha ha. Trương Thiến cảm thấy rất thất vọng, cô muốn lại gần Dương Bách Xuyên nhưng người ta lại không cho cô cơ hội đấy. Cô cũng đâu thể cưỡng ép đi báo cáo công việc được, đúng không? Mà cái bà Hách Mỹ Lệ này cũng không cho cô thêm cơ hội, trực tiếp nói, vậy được, chúng tôi đi trước nhé. Đối với Hách Mỹ Lệ mà nói, cô cũng hiểu một phần tính cách của Dương Bách Xuyên, nếu anh đã không muốn nghe thì không cần phải báo cáo, người ta là chủ tịch, cũng không thể ép buộc lôi kéo làm quen. Hách Mỹ Lệ nói ra câu này, Trương Thiến cũng không thể mặt dày đi tới được. Cô chỉ có thể chửi thầm, bà cô già, mấy tiếng. Đã đến lúc hai người rời khỏi phòng làm việc. Vừa mới xoay người thì lại có một tia hy vọng. Lưu Tích Kỳ cười mắng Dương Bách Xuyên, thằng nhóc như cậu làm chủ tịch kiểu gì vậy? Bây giờ đã là 9 rưỡi tối, vốn dĩ bọn họ đợi để báo cáo tình hình phát triển của công ty cho cậu. Tôi cố ý giữ hai người họ lại, cậu không nghe thì thôi đi, ít nhiều cũng nên mời người ta bữa cơm chứ. Hách Mỹ Lệ,
Trương Thiến, hai người thu dọn đồ đi, đợi lát nữa chúng ta đi ăn hôi, khó khăn lắm mới đợi được chủ tịch Dương, sao có thể dễ dàng buông tha được. Lưu Tích Kỳ cười trêu chọc Dương Bách Xuyên, anh nói với Hách Mỹ Lệ và Trương Thiến, điều này làm cho hai mắt Trương Thiến sáng rực lên. Yên tâm đi, đợi sau khi trở về tôi sẽ nghiên cứu công thức mới cho cậu. À đúng rồi, hiện tại tài chính của công ty còn thiếu không? Dương Bách Xuyên hỏi. Nhắc tới vấn đề tài chính, Lưu Tích Kỳ cười đắc ý, đột nhiên anh tò mò nói, từ sau khi Lô Nguyên Thạch của cậu giúp đỡ công ty vượt qua khó khăn tài chính, hiện tại đã không thiếu tiền nữa rồi, sau này Vân Kỳ chỉ có kiếm tiền chứ không thiếu tiền, tôi cũng không rõ sổ sách công ty có bao nhiêu tiền, cậu có thể quay về hỏi Lâm Hoan, cô ấy là tài vụ, cậu hỏi cô ấy là sẽ biết, có điều, tôi đoán tài sản hiện tại của tập đoàn Vân Kỳ đã vượt qua 10 tỷ rồi. Dương Bách Xuyên nghe xong gật đầu nói, 10 tỷ cũng xem như tạm được, tiếp tục cố gắng. Trong mắt của anh thì con số 10 tỷ cũng không nhiều lắm, bởi vì chỉ riêng giá trị Lô Nguyên Thạch lần trước đã chiếm mấy tỷ rồi. Mẹ kiếp, biểu cảm này của cậu là có ý gì, không có tí xúc động nào à? Lưu Tích Kỳ buồn bực nhìn Dương Bách Xuyên. 10 tỷ nhiều lắm sao? Nếu như 10 tỷ đô la thì có khi tôi còn bất ngờ chút. Dương Bách Xuyên trợn mắt nói. Đại ca, ý của tôi là đô la Mỹ đó, hơn nữa còn chưa tính tới bất động sản đứng tên tập đoàn, tên nhóc nhà cậu dã tâm cũng lớn thật. Lưu Tích Kỳ hết sức buồn bực, vốn dĩ anh còn định đắc ý trước mặt Dương Bách Xuyên, ai mà biết hiệu quả cũng không cao lắm. Nói như vậy thì cũng được đó chứ, ha ha. Dương Bách Xuyên tuét miệng cười, cuối cùng cũng khiến Lưu Tích Kỳ thoải mái hơn chút ít. Thật ra, tiền bây giờ đối với Dương Bách Xuyên mà nói cũng không quá quan trọng. Điều anh quan tâm nhất bây giờ là thiên tài địa bảo, linh thạch hay gì đó có thể trợ giúp cho việc tu luyện, anh chỉ quan tâm tới những thứ như vậy. 10 tỷ nghe thì có vẻ nhiều, nhưng Dương Bách Xuyên biết những tông môn cổ xưa kia có tài nguyên thế nào. Trong lần tới Võ Đang, lúc nói chuyện với đám thiên tuyệt, Dương Bách Xuyên hiểu rõ, cả 8 tông môn cổ xưa của Trung Hoa đều có thế lực tài chính ở thế tục, hơn nữa còn là tập đoàn quốc tế. Vì thế nghe tới con số chục tỷ của Lưu Tích Kỳ, anh cũng không có gì lấy làm ngạc nhiên cả. Chỉ sau khi biết được thế lực và tài nguyên của những giáo phái cổ xưa đó ở thế giới thế tục, Dương Bách Xuyên mới quyết định nghiên cứu sản phẩm mới cho Lưu Tích Kỳ, để cậu ta tiếp tục mở rộng. Lưu Tích Kỳ nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Dương Bách Xuyên, anh không nhìn được hỏi, tên nhóc kia, cậu khai thật đi, có phải trong tay cậu còn có cách kiếm tiền khác không? Sao tôi lại phát hiện, cậu nghe 10 tỷ đô la lại giống như nghe 100 tệ vậy? Cậu có biết Vân Kỳ được như ngày hôm nay, anh em chúng tôi phải bỏ ra bao nhiêu tiền không? Hi hi, không phải chém gió với cậu chứ hiện tại, cho dù là quan chức cấp tỉnh thì tôi cũng có thể ngồi chung đấy. Nhìn bộ dạng đắc chí của Lưu Tích Kỳ, Dương Bách Xuyên sợ anh tự kiêu, vì thế anh quyết định kích thích cậu ta một chút. Dương Bách Xuyên cười nói, cậu rất hài lòng. Lưu Tích Kỳ nhún vai, vẻ mặt khoe khoang, lẽ nào không nên đắc chí sao? Ha ha. Ừ, chỉ trong một năm ngắn ngủi đã có thể đưa công ty trở thành tập đoàn, thành công vươn xa toàn quốc, quả thật là nên tự hào, có điều lần này tôi ra ngoài cũng mở mang thêm được chút kiến thức, cậu có muốn nghe không? Dương Bách Xuyên mỉm cười nói. Lưu Tích Kỳ nhấp một ngụm trà rồi đáp, nói nghe thử xem. Được, tôi nói cho cậu nghe nhé giám đốc Lưu, nhưng mà cậu phải ngồi thẳng người lên, tôi sợ cậu rơi xuống đất. Dương Bách Xuyên vừa cười vừa nói. Lượn đi. Nói thì nói nhanh lên, lát nữa còn phải đi ăn cơm xong tôi còn có việc. Lưu Tích Kỳ cười mắng. Dương Bách Xuyên chế giễu, lần này tôi tới Võ Đang, là tông môn cổ xưa Võ Đang, không phải là cái khu du lịch Võ Đang mà cậu biết đâu, đó là một trong 8 tông môn lớn cổ xưa của Trung Hoa, hơn nữa còn là tông môn kém nhất. Cậu biết không, phòng khách của Võ Đang được làm bằng gỗ tử đàn, cả một tòa cung điện, khoan hãy nói về vấn đề này. Vì đó là lịch sử lưu truyền của người ta. Để tôi nói cho cậu biết thế lực của Võ Đang trong thế tục, hầu như mỗi một tông môn cổ xưa đều có công ty giống Vân Kỳ, có điều, của bọn họ không phải công ty mà là tư bản tài chính, biết thế nào là tư bản không? Nói tới đây, Dương Bách Xuyên cố ý dừng lại một chút. Trong đầu Lưu Tích Kỳ ít nhiều cũng đoán được Dương Bách Xuyên đang muốn nói gì, cơ thể anh không tự chủ được mà ngồi thẳng dậy, anh gật đầu nói thừa. Đương nhiên là biết, tư bản là cách gọi tắt của tư bản tài chính, là một nhóm độc quyền hình thành bởi sự hợp nhất của các ngân hàng và các doanh nghiệp lớn,
được kiểm soát bởi số lượng nhỏ các nhà đầu sỏ tài chính, thường do một hoặc là nhiều thế lực gia tộc hợp thành. Đợi Lưu Tích Kỳ nói xong, Dương Bách Xuyên cũng gật đầu đáp, đại khái chính là như vậy, nhưng mà cái tôi muốn nói là, sau lưng tám tông môn cổ xưa này đều có tư bản tài chính, bọn họ có sức ảnh hưởng tới mọi ngành nghề, quan trọng nhất là trên quốc tế. Cậu nói xem những tập đoàn tài chính này, hoặc là nói tông môn có bao nhiêu tiền. Không ngoa mà nói thì bọn họ giàu nứt đố đổ vách, hiện tại cậu mới có chút thành tựu này đã đắc ý, tương lai cho dù Vân Kỳ phát triển ra toàn thế giới, nhiều lắm thì cũng chỉ là công ty tập đoàn mà thôi. Cậu nhớ cho kỹ, làm lớn hơn chút, đừng sợ gì hết cứ mạnh tay mà làm. Anh em ủng hộ cậu hết mình, đợi sau khi Vân Kỳ ổn định, cậu cũng nên cân nhắc cạnh tranh với những ngành nghề khác, nếu chỉ dựa vào sản phẩm làm theo công thức tôi điều chế thì sẽ không vươn xa được. Tuy rằng trong lúc Dương Bách Xuyên nói chuyện, vẻ mặt của Lưu Tích Kỳ lúc xanh lúc trắng, nhưng sau đó trong mắt anh lại ngập tràn vẻ kiên định, anh dũng cảm nói, nhóc Xuyên, cậu yên tâm, anh đây nhất định sẽ khiến Vân Kỳ có thể sánh vai với tư bản của những tông môn cổ xưa kia, Vân Kỳ của chúng ta có nhiều ưu thế hơn bọn họ, chúng ta là người tu chân, bọn họ là võ cổ giả, chúng ta là quý tộc còn họ chỉ là dân thường, chuyện này anh đây rất có lòng tin. Lưu Tích Kỳ nói với tâm trạng vô cùng phấn khởi. Với anh mà nói, con đường kinh doanh mới là giấc mơ của anh, hôm nay Dương Bách Xuyên nói tới hai từ tư bản đã thật sự kích thích anh. Có điều sau khi lấy lại tinh thần, anh đã đặt cho mình một mục tiêu lớn hơn nữa. Ha ha, phép so sánh của cậu rất tốt, không tệ, vân môn của chúng ta là người tu chân, là quý tộc, chúng ta có ưu thế hơn. Dương Bách Xuyên rất tán thưởng tinh thần mạo hiểm thử thách của Lưu Tích Kỳ, anh cũng hy vọng trong tương lai. Vân môn cũng sẽ có một tập đoàn tư bản sánh ngang với tám tông môn cổ xưa. Hai người nói chuyện phiếm, Dương Bách Xuyên không ngờ về sau lại xảy ra một thay đổi vô cùng lớn, hơn nữa điều này đã ảnh hưởng trực tiếp tới con đường tu luyện của anh. Đúng lúc này, phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa, Lưu Tích Kỳ mời vào. Giây sau, cửa phòng làm việc được mở ra, một làn gió thơm mát thổi vào. Dương Bách Xuyên nhìn về phía cửa, wow! Một màu đỏ quyến rũ. Chỉ thấy Trương Thiến xuất hiện với một chiếc váy dài màu đỏ, theo sau là bộ thanh mai, cô cũng mặc một chiếc váy dài nhưng là màu trắng tinh khiết. Nhìn bộ thanh mai thì bảo thủ, còn Trương Thiến thì phơi bày lộ liễu, điều này khiến Dương Bách Xuyên và Lưu Tích Kỳ không dám nhìn thêm. Váy dài của người phụ nữ này gần như không có bao nhiêu vải. Ngay sau đó, Hách Mỹ Lệ cũng bước vào, cô ăn mặc có vẻ bình thường hơn một chút. Hách Mỹ Lệ nói, chúng ta đi thôi nào hai ông chủ, nhà hàng đã đặt xong xuôi rồi. Ở trong mắt Dương Bách Xuyên, bộ thanh mai ăn mặc bảo thủ nhưng lại nhìn rất thoải mái, mặc dù Trương Thiến ăn mặc có thể gợi lên dục vọng của anh, nhưng cũng không có gì hơn. Tuy Dương Mộ yêu người đẹp, nhưng cũng không phải gặp một người là yêu luôn người đó. Chỉ dừng lại trên người Trương Thiến chưa đầy 3 giây sau đó liền rời ánh mắt đi, rơi vào cái váy dài màu trắng của bộ thanh mai. Đối với ánh mắt của Dương Bách Xuyên, Trương Thiến vẫn luôn để ý, sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên nói ánh mắt không đến 3 giây rời đi, nội tâm cô ta tràn đầy mất mát, âm thầm nói chẳng lẽ là mình mặc như thế này vẫn chưa đủ hấp dẫn sao? Dương Bách Xuyên càng không quan tâm Trương Thiến thì nội tâm Trương Thiến càng tràn đầy ghen tị với bộ thanh mai. Người phụ nữ này đã bị ma quỷ ăn mòn trong nội tâm rồi. Đi thôi, ăn cơm trước rồi nói sau. Lưu Tích Kỳ đứng dậy nói. Dương Bách Xuyên nhìn Lục Tuyết Hy vẫn không để ý tới tạp chí thời trang của mình như trước, còn chưa mở miệng, Lục Tuyết Hy cũng không ngẩng đầu nói, mọi người đi đi, tôi muốn trở về biệt thự một chuyến. Được rồi, cô trở về trước, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta cùng trở về Vân Môn. Dương Bách Xuyên biết tình huống của Lục Tuyết Hy, cô ta không thích thế tục rườm rà, cũng không miễn cưỡng. Lục Tuyết Hy buông tạp chí trong tay rồi cùng ra cửa với đám người Dương Bách Xuyên. Sau khi xuống dưới lầu, Lưu Tích Kỳ sắp xếp tài xế đưa Lục Tuyết Hy về biệt thự. Nhưng mà, trước khi đi đột nhiên Lục Tuyết Hy nói với Dương Bách Xuyên, tiên sinh, tôi có vài câu muốn nói với ngài. Lúc này mọi người đều biết hai người muốn nói chuyện riêng, ai nấy đều lên xe chờ. Dương Bách Xuyên còn buồn bực, hôm nay Lục Tuyết Hy cứ cho anh một cảm giác rất kỳ lạ. Chẳng lẽ là sau khi trúc cơ, tu vi tăng lên, tính cách của cô ta cũng phát sinh biến hóa, dù sao hôm nay cũng có thể nhìn thấy cô ta, vẻ mặt lãnh đạm này, cơ thể này chắc chắn là cô ta, mà không phải là cô em gái Lục Vũ Thư.
Vốn dĩ lúc trước khi Dương Bách Xuyên đến văn phòng của Lưu Tích Kỳ đã thấy tu vi của cô ta đã trúc cơ kỳ, còn muốn nói một câu chúc mừng, lúc ấy trong lòng cũng kích động vui vẻ, Vân Môn lại có thêm một cao thủ trúc cơ, nhưng Lục Tuyết Hy vẫn lạnh lùng nhàn nhạt, y cũng không hỏi thêm. Lúc này lại muốn chuyện riêng với anh. Trái tim của người phụ nữ đúng là như mò kim đáy bể. Dương Bách Xuyên thầm nghĩ ở trong lòng. Hình như chuyến đi lần này của Độc Cô vô tình có tâm sự, tốt nhất là ngài nên quan tâm một chút, đừng để trong não nghĩ mỗi ngày một cô, làm như thế sẽ vô tình xây lên một bức tường với cô ấy. Tuy rằng lần này lúc đi cô ấy không nói, nhưng tôi nhìn ra được tâm tư của cô ấy rất nặng, ghen tị không dám nói. Đê tiện. Lục Tuyết Hy nói xong, trực tiếp lên xe rời đi. Để lại Dương Bách Xuyên đang trưng ra vẻ mặt ngây ngốc ở đấy. Đây có thể xem như là bị Lục Tuyết Hy dạy dỗ một trận. Chờ đến Lục Tuyết Hy ngồi lên xe đã rời đi, Dương Bách Xuyên mới phản ứng lại, hồi nhớ lại một câu cuối cùng của cô ta, hình như cô ta mắng anh. Nói là đê tiện, chứ không phải tạm biệt. Cô Lục đã cũng coi như là người thân, ông đây sao có thể so đo với cô ta chứ? Dương Mỗ lẩm bẩm. Nhưng mà nghĩ lại chuyện cô ta nói là Độc Cô vô tình có tâm sự, chuyện này, anh vẫn để ở trong lòng. Là phụ nữ của mình sao lại có thể không quan tâm? Anh lấy điện thoại ra gọi cho Độc Cô vô tình, nhưng là trạng thái tắt máy, liền cúp điện thoại, chuẩn bị ngày mai lại gọi tới hỏi thử, nếu vô tình thật sự có việc, đương nhiên anh sẽ đi theo giải quyết. Mặt khác anh còn nhớ tới, trước kia có hứa hẹn với Độc Cô vô tình, muốn đi cùng với cô đến chỗ cha mẹ cô đã mất tích xem thử. Bây giờ nghĩ lại, anh không làm tốt, vẫn luôn bận rộn cái này không có thời gian nên cũng quên chuyện này. Trong lòng quyết định, không thể về quê thăm bà nội rồi mới đến Ba Thục tìm Độc Cô vô tình được, hoàn thành hứa hẹn với cô, đối với Độc Cô vô tình, trong lòng Dương Bách Xuyên rất để ý, sự giúp đỡ của người phụ này này đối với anh là nhiều nhất. Gọi điện cho Độc Cô vô tình không được, nghĩ lại sau đó Dương Bách Xuyên lại gọi cho Lâm Hoan, gọi cô ra ngoài ăn cơm, đã lâu không gặp cô. Sau khi điện thoại gọi, Lâm Hoan rất vui mừng, sau khi tán gẫu vài câu khiến cho cô nói không ngừng. Mấy ngày cuối năm trong nhà có rất nhiều khách đến thăm, cô phải giúp mẹ nấu cơm. Tuy rằng tiếc nuối, nhưng Lâm Hoan cũng đồng ý 3 ngày tháng riêng 3 ngày vừa qua sẽ tới tìm anh. Sau khi hai người tán gẫu vài câu, cúp điện thoại, lúc này Dương Bách Xuyên mới lên xe. 5 người và 2 chiếc xe, đều là xe chuyên dụng của Lưu Tích Kỳ, có tài xế chuyên nghiệp. Dương Bách Xuyên vừa mở cửa xe nhìn thấy tình huống bên trong lại ngây người một chút. Vốn dĩ anh nghĩ rằng sẽ ngồi cùng một chiếc xe với Bộ Thanh Mai, vậy mà không nghĩ tới Trương Thiến và Bộ Thanh Mai ngồi cùng một chỗ. Lưu Tích Kỳ cuốn đầu lưỡi, ồn ào nói, ly rượu này nhóc Xuyên phải uống nha, đại mỹ nữ kính rượu không uống không được. Dương Bách Xuyên uống rượu với anh em mình đương nhiên sẽ không dùng chân khí, hôm nay thành thành thật thật uống rượu cùng Lưu Tích Kỳ, đã cảm thấy choáng váng nặng nề, căn bản cũng không biết Trương Thiến cho anh một ly rượu có thêm gia vị, nghe được cô ta nói chuyện. Cũng không có suy nghĩ nhiều, nói vài câu giao tiếp rồi nhận lấy rượu của Trương Thiến một ngụm uống hết. Trương Thiến nhìn Dương Bách Xuyên uống hết ly rượu, trong lòng ngay lập tức vui mừng, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười rụt rè như trước. Ngay lập tức cô ta lại đặt mục tiêu lên người Lưu Tích Kỳ, uống qua viên giải rượu, cô ta uống từng ly rượu vào bụng giống như một người không có việc gì. Nhưng mà khiến Lưu Tích Kỳ ngã xuống. Dương Bách Xuyên cũng lắc đầu ngay lập tức sau khi uống ly rượu Trương Thiến đưa sau đó, keng, một cái nằm sấp trên bàn. Giờ phút này Trương Thiến nhìn ba người ngã xuống bàn rượu, trong ánh mắt phát sáng, hô về phía ngoài cửa, phục vụ. Chỉ chốc lát sau, hai nhân viên phục vụ một nam một nữ đi vào, Trương Thiến chỉ vào Lưu Tích Kỳ và Bộ Thanh Mai nói, đưa hai người bạn này của tôi đến phòng riêng của bọn họ. Được rồi, xin hỏi vị tiên sinh này có muốn đưa đến phòng không? Nhân viên phục vụ chỉ vào Dương Bách Xuyên hỏi. Không cần, vị tiên sinh này giao cho tôi. Trong lúc nói chuyện Trương Thiến đi qua đỡ Dương Bách Xuyên dậy, đi ra khỏi phòng riêng và đi thẳng lên thang máy. Lúc này trong lòng Trương Thiến là niềm vui điên cuồng, kế hoạch của cô ta đã thành công hoàn mỹ. Hiện tại chỉ cần đưa Dương Bách Xuyên đến phòng, là có thể ngủ với anh, đến lúc đó ngày mai rượu tỉnh lại, chỉ cần khóc một hồi, Trương Thiến cô ta chính là phụ nữ của Dương Bách Xuyên. Ngang hàng cùng với Bộ Thanh Mai, nói không chừng tương lai dựa thủ đoạn của Trương Thiến, ở Vân Môn cô ta còn lăn lộn tốt hơn Bộ Thanh Mai.
dùng sức châu sức hổ, cuối cùng Trương Thiến cũng đỡ Dương Bách Xuyên đến phòng. Lúc đi đến sofa, Trương Thiến không đỡ được nữa, để Dương Bách Xuyên ngã xuống sofa. Va đập dữ dội khiến cho Dương Bách Xuyên tỉnh rượu vài phần. Anh nằm trên sofa, cơ thể có hơi nóng lên, trong mông lung nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp ở trước mặt anh. Đầu óc mơ màng đặc biệt choáng váng, Dương Bách Xuyên tưởng đó là Bộ Thanh Mai, thế nhưng lúc nhìn hình như là một người mặc quần áo đỏ, cũng không có suy nghĩ nhiều. Giờ phút này anh cảm thấy toàn thân khô nóng, có một loại xúc động nguyên thủy không ngừng lên men ngay bây giờ. Mà người phụ nữ trước mặt lại cởi từng chiếc quần áo ra. Ngay sau đó một mùi nước hoa nồng nặc đập vào mặt. Ngay lập tức khiến cho toàn thân Dương Bách Xuyên khô nóng cảm giác đạt tới đỉnh điểm. Trên người có thể cảm giác được thứ mềm nhũn dán lên. Trong ý thức Dương Bách Xuyên không quá để ý, cho rằng đó là Bộ Thanh Mai, hôm nay uống rượu cùng với Lưu Tích Kỳ hoàn toàn là dựa vào giới hạn tửu lượng của bản thân, không có dùng chân khí gian lận, uống thật sự tận hứng. Anh đều cảm giác tầm mắt mơ hồ, lúc trước mở ra một chút liền nhắm hai mắt lại. Quần áo trên cơ thể đã được cởi bỏ. Mùi nước hoa nồng nặc kích thích mũi anh. Một giây này Dương Bách Xuyên cảm giác được có hơi không thích hợp, toàn thân anh càng ngày càng nóng bỏng, hơn nữa mùi nước hoa ngửi thấy cũng không giống Bộ Thanh Mai. Mùi nước hoa trên người Bộ Thanh Mai rất thanh nhã, nhưng hiện tại mùi nước hoa rất nồng đậm ngắt mũi, anh không thích mùi hương này. Dường như là theo bản năng vận chuyển chân khí một chút, luyện hóa tử khí trong nháy mắt, ý thức của anh thanh tỉnh rất nhiều. Cũng vào lúc này Dương Bách Xuyên cảm thấy trong cơ thể mình có vấn đề, là người từng làm việc ở các buổi tiệc tối, ngay lập tức anh biết anh đã bị người ta hạ thuốc. Hơn nữa liều lượng rất đủ, nếu đổi thành người bình thường, không chừng sẽ biến thành gia súc, lượng rất lớn. Nhưng mà đối với anh mà nói, đây là chuyện nhỏ, sau khi vận chuyển công pháp, hóa giải dược lực trong cơ thể một cách sạch sẽ. Sau đó đột nhiên mở hai mắt ra. Trong tầm mắt nhìn thấy cả người Trương Thiến mặc bộ màu đỏ, nhìn qua rất cố hết sức cởi quần áo cho anh. Sau khi thấy rõ là Trương Thiến, đầu tiên Dương Bách Xuyên sửng sốt, ngay lập tức híp mắt mở miệng nói, tôi tự mình làm là được, cần gì phải phí sức như vậy. Còn Trương Thiến thì bị Dương Bách Xuyên bất thình lình mở miệng dọa sợ, nhưng nghe được lời của Dương Bách Xuyên. Sau khi phản ứng lại thì mừng rỡ, trong lòng âm thầm nói, đàn ông quả nhiên không có sắc là không được. Trương Thiến cười nói, được. Dương Bách Xuyên cười lạnh, từ trên ghế salon đứng dậy. Ngay lập tức dưới ánh mắt kinh ngạc của Trương Thiến, cũng không cởi quần áo, một lần nữa mặc quần áo lại. Trương Thiến có mục đích gì, Dương Bách Xuyên sao có thể không đoán không ra, người phụ nữ này từ lần đầu tiên gặp mặt anh đã biết là người có dã tâm. Không nghĩ tới cô ta lại điên cuồng đến mức hạ thuốc cho anh. Thật sự là làm cho Dương Bách Xuyên tức giận, chưa từng nghĩ tới có một ngày anh sẽ bị người phụ nữ kia hạ thuốc. Làm thì làm đi, đối với đàn ông mà nói hình như cũng không chịu thiệt thòi, nhưng anh chán ghét cái trăm phương nghìn kế của người phụ nữ tên Trương Thiến này. Chỉ một câu nói, người nữ nhân này dã tâm quá lớn, đổ lên người anh, vì cái gì Dương Bách Xuyên hiểu rất rõ trong lòng. Sau khi mặc xong quần áo, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trương Thiến ngồi trên sofa kinh ngạc, Dương Bách Xuyên trầm giọng nói, sau này nếu như cô dùng loại thủ đoạn cùng với tâm tư này tự cho là thông minh, thì tôi sẽ nhận tất cả những gì cô muốn, nhưng bây giờ, là do cô làm sai, tôi thích phụ nữ, nhưng không phải là người lạm tình, càng không phải là người tùy tiện. Chuyện hôm nay, tôi coi như chưa từng xảy ra, hy vọng cô không cần có lần sau, tự làm đi. Dương Bách Xuyên nói xong xoay người rời đi. Trương Thiến kinh ngạc nhìn Dương Bách Xuyên muốn đi, đột nhiên lớn tiếng giống giận, tôi kém Bộ Thanh Mai ở chỗ nào. Tôi không thể chịu đựng được như vậy sao, thậm chí anh còn không nhìn tôi một cái. Dương Bách Xuyên đi tới cửa dừng lại, đưa lưng về phía Trương Thiến nói, cô cái gì cũng không kém, kém là do cô dùng sai tâm tư, tôi cũng không phải người gặp phụ nữ cứ thích là lên giường, ít nhất Bộ Thanh Mai so với cô đơn thuần hơn. Đây là nguyên nhân tôi thích cô ấy. Về phần cô, tôi đối với cô không có cảm giác, tôi tin cô cũng giống như vậy, cô vắt óc tìm mưu hạ dược cho tôi, cũng đừng nói với tôi là vì thích tôi. Lần này nói xong, Dương Bách Xuyên trực tiếp rời đi. Một tiếng đóng cửa vang lên, làm cho thân thể Trương Thiến run lên, ngay lập tức trong ánh mắt cô ta tràn ngập oán hận hướng về phía cửa tê tâm liệt phế hô to,
Dương Bách Xuyên, tôi hận anh sẽ hối hận. Dương Bách Xuyên ở hành lang nghe được tiếng hét giận dữ của Trương Thiến, cũng không quay đầu lại mà rời đi, trong lòng vô cùng tức giận, người phụ nữ này lại dùng cách hạ thuốc anh, thật sự là khiến cho anh phản cảm, quan trọng là dã tâm của cô ta quá mức, câu sau cô ta nói là có ghen tị với Bộ Thanh Mai, thật sự không nói gì. Nếu đổi thành một người đàn ông khác, Dương Bách Xuyên đã sớm đánh chết đối phương. Đương nhiên cũng không thể là đàn ông. Tam quan của anh vẫn là rất bình thường. Sau khi đi ra khỏi phòng, linh thức phóng thích ra, rất nhanh đã tìm được phòng của Lưu Tích Kỳ và Bộ Thanh Mai, phát hiện hai người đều là trạng thái say rượu, vốn đi đến phòng Bộ Thanh Mai, nghĩ lại vẫn là quên đi, trực tiếp trở về biệt thự, Lục Tuyết Hy còn ở biệt thự, hiện tại biệt thự cũng không có người. Dương Bách Xuyên rời đi, nhưng ở trong phòng khách Trương Thiến lại giống như điên cuồng khóc, kế hoạch của cô thất bại, hận ý trong lòng đối với Bộ Thanh Mai và Dương Bách Xuyên không chỉ 10 lần. Ngồi ở gian phòng, ở trong tiếng khóc nguyền rủa Dương Bách Xuyên và Bộ Thanh Mai. Vốn dĩ đã ghen tị với Bộ Thanh Mai, bây giờ bởi vì Dương Bách Xuyên nói một câu, cùng loại ánh mắt không nhìn thẳng vào cô ta, làm cho Trương Thiến thật sự rất đau lòng, từ đó ghi hận hai người anh và Bộ Thanh Mai. Điều khiến Dương Bách Xuyên thật không ngờ chính là, hôm nay anh từ chối Trương Thiến, ngày sau đổi lấy cho anh một phiền toái lớn. Trở lại biệt thự. Dương Bách Xuyên nhìn thấy đèn phòng Lục Tuyết Hy sáng lên, vốn định đến Vân Môn tìm cô ta nói chuyện phát triển sau này của Vân Môn, nhưng khiến anh buồn bực là khi anh đến cửa, đèn trong phòng Lục Tuyết Hy lại tắt. Được rồi, vẫn nên đi tắm rửa rồi ngủ thôi, anh cười khổ một tiếng trở lại phòng mình, bây giờ toàn bộ biệt thự đều không có người, ba người Kiều Phúc được anh điều đến tổng bộ Vân Môn, muốn tìm người nói chuyện cũng không có. Đối với khuôn mặt lạnh lùng của Lục Tuyết Hy, khiến cho Dương Bách Xuyên có hơi khó hiểu. Cùng lúc đó trong phòng Lục Tuyết Hy, Lục Phú Thư nói với chị gái Lục Tuyết Hy, chị, em thấy tiên sinh rất tốt, vì sao chị lại giận ngài ấy? Em thì biết cái gì, người này có quá nhiều tình nhân, thân là người đứng đầu tông môn, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện, xem như là chị đã nhìn ra, nhược điểm của Dương Bách Xuyên chính là phụ nữ, không chừng ngày sau anh ta sẽ chịu thiệt thòi lớn ở trong tay phụ nữ. Chị không tức giận với ngài ấy, Lục Tuyết Hy nói ra. Ha ha, chị có phải thích tiên sinh rồi hay không, em có cảm giác như chị đang đánh đổ bình giấm vậy. Lục Phú Thư cười ha ha nói. Chị sẽ thích ngài ấy sao? Năm đó, cô ta chướng mắt cả thiên tài của 12 đại tông môn của Sơn Hải Giới, cô ta sẽ thích cái người tên Dương Bách Xuyên này sao? Giọng điệu Lục Tuyết Hy khinh thường phản bác em gái mình. Lục Phú Thư nghiêm túc nói. Nhưng tiên sinh mới 22 tuổi mà, anh ấy có thể luyện tới trúc cơ kỳ trong linh khí mỏng manh ở bên ngoài xem như là thiên tài rồi, không hề kém những thiên tài của tông môn Sơn Hải Giới. Hơn nữa tiên sinh còn là một người trọng tình nghĩa, những thiên tài ở Sơn Hải Giới đó cùng lắm chỉ dùng lời nói mà hống hách khắp thiên hạ, còn không phải dựa vào tiền bối sao. Nhưng tiên sinh thì khác, anh ấy dựa vào sự nỗ lực tu luyện của mình, hơn nữa còn một tay sáng lập nên Vân Môn, mặc dù hiện giờ vẫn chưa tính là gì. Nhưng em có dự cảm, tương lai Vân Môn chắc chắn sẽ không kém những tông môn ở Sơn Hải Giới. Chị à, thật ra nếu chị lựa chọn tiên sinh cũng không tệ. Ít nhất là về điểm tiên sinh trọng tình trọng nghĩa, sau khi anh ấy biết bí mật của nhà họ Lục chúng ta cũng không nổi lòng tham, quan trọng anh ấy là người sinh ra và lớn lên ở trái đất, rất quen thuộc với nơi này, dựa theo manh mối gia tộc để lại, vậy thứ chúng ta cần tìm trên trái đất sẽ dễ dàng hơn. Chờ cô ấy nói xong. Giọng của Lục Tuyết Hy vô cùng nghiêm khắc nói, Lục Phú Thư, em nghe rõ cho chị, chuyện này chị tự có chừng mực, trước khi Dương Bách Xuyên chưa có thực lực kim đan, tốt nhất em nên câm miệng cho chị, nếu em dám tiết lộ nửa chữ ra ngoài, chị sẽ xem như không có em gái như em, ngàn năm trước nếu không phải do em, nói không chừng chúng ta đã tìm được món đồ của gia tộc rồi. Chị à, em chỉ muốn nói một chút mà thôi, chị cần gì phải nổi giận, chị yên tâm, em sẽ không nói với tiên sinh. Lục Phú Thư thè lưỡi nói. Sau này, ở trước mặt bất luận kẻ nào cũng không được nhắc tới một chữ mục đích thật sự của chúng ta đến trái đất, còn về Dương Bách Xuyên có thể hợp tác hay không, chị vẫn cần phải quan sát, việc này ảnh hưởng rất lớn, cũng không phải trò đùa, hiểu không? Lục Tuyết Hy rất nghiêm khắc dặn dò em gái. Hiểu, em cũng không phải con nít, được rồi, chị mau trở về đi, cơ thể em cứ giao cho em muốn tắm rửa. Lục Phú Thư không kiên nhẫn nói. Dường như có một bí mật lớn giữa hai chị em này,
nhưng cần tìm người trợ giúp, mà Dương Bách Xuyên chính là đối tượng, nhưng hiện tại thời cơ vẫn chưa chín mùi. Những chuyện này Dương Bách Xuyên đương nhiên là không biết, sau khi trở lại phòng, anh khoanh chân ngồi ở trên giường, trong đầu bắt đầu quan sát những thứ tu chân hỗn tạp mà sư phụ truyền xuống. Theo tu vi dần dần tăng lên, anh càng cảm thấy những tu chân hỗn tạp chân quý này tự nhiên đổi lại có rất nhiều kiến thức cơ bản tu chân. Lượng tin tức rất khổng lồ, anh cũng chưa xem hết được. Còn có một ít pháp thuật tạm thời có thể học, cũng cần phải đi củng cố một phen, cũng tốt cho thời điểm đối đầu với kẻ thù sau này, có thể càng thêm thuận lợi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 32.